chân tướng bức ảnh Quán Thế Âm cưỡi rồng và những lần hiển linh kỳ lạ trước mắt hàng ngàn người. Bức ảnh này là hình ảnh Quán Thế Âm cưỡi rồng đã lan truyền ở Đài Loan vào những năm 1970. Người ta nói rằng những hình ảnh chân thực do các nhân chứng gửi đến không chỉ xảy ra ở Đài Loan mà những nơi khác cũng xuất hiện sự kiện Quán Thế Âm Bồ Tát hiển linh. Trong đó sự kiện lớn nhất đã có hơn 10.000 người chứng kiến tại hiện trường. Đây thực sự là phép màu hay chỉ là ảo giác tập thể của con người? Liệu những sự kiện này có chứng minh được Quán Thế Âm là có thật hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra đem nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Quan Âm cưỡi rồng. Có lẽ rất nhiều tín đồ Phật giáo đã từng nhìn thấy một bức ảnh như vậy. Trong bức ảnh là Quán Thế Âm Bồ Tát áo trắng đang đứng trên rồng thần giữa mây, tay trái cầm bình ngọc, tay phải cầm cành dương liễu. Tương truyền đây chính là hiện thân của Bồ Tát đã may mắn được máy ảnh chụp lại. Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của bức ảnh này. Vào năm 1973, một phi công người Mỹ đã nhìn thấy một đám mây kỳ lạ khi anh đang lái máy bay qua Đài Loan. Tình cờ người phi công này đã chụp một bức ảnh về đám mây. Nhưng khi bức ảnh được lan truyền rộng rãi, anh ấy mới phát hiện ra điều kỳ diệu của hình ảnh Quan Âm cưỡi rồng. Có một ý kiến khác cho rằng đó là bức ảnh do Hoa Kỳ chụp được trong cuộc không kích vào Đài Bắc. Và nguồn gốc cuối cùng được phổ biến trong nhân dân đó là khi trận lụt xảy ra ở Đài Loan năm 1959, Quán Thế Âm Bồ Tát đã hiện thân để cứu độ chúng sinh. Cho dù là nói theo cách nào thì đó vẫn là một truyền thuyết được người dân truyền tay nhau về sự hiển linh thần kỳ của Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát có pháp thuật vô biên như vậy nhưng vẫn cưỡi rồng? Trong khi trong ấn tượng chung của chúng ta, Quán Thế Âm thường xuất hiện trên tòa sen. Ngoài ra còn có một truyền thuyết cảm động khác về sự từ bi phổ độ chúng sinh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Vào thời cổ đại, có một cơn mưa kỳ lạ rơi xuống một thị trấn ở Nam Hải. Những người bị dính phải cơn mưa sẽ mắc phải một căn bệnh lạ. Cả người vô cùng ngơ ngáy. Sau đó da sẽ mưng mủ mà không có loại thuốc nào chữa khỏi. Cuối cùng sẽ phải qua đời trong đau đớn. Lúc đó có một người lái đò là Lão Thạch cũng mắc căn bệnh lạ này. Nhưng ông quyết định giấu không để gia đình mình biết và một mình ra bờ biển chờ đến lúc tận số. Vào đêm hôm đó, Lão Thạch bất ngờ nhìn thấy những con sóng lớn trên biển. Trên con sóng lớn có một đứa bé nhỏ khoảng 3-4 tuổi. Vốn tưởng là con cái nhà ai đi lạc, Lão Thạch định gọi đứa bé lại thì đứa bé nhỏ tự động vào bờ, tiến đến gần và đưa một vật sáng cho Lão Thạch rồi biến mất trong biển khơi. Khi Lão Thạch định thần lại thì phát hiện thứ sáng ngời đó hóa ra là một vảy cá khổng lồ mà cả đời Lão chưa từng thấy qua. Vào lúc này, tất cả sự ngứa ngáy và cả vết thương trên người Lão cũng biến mất một cách thần kỳ. Sau đó, dưới sự dốc sức truyền tin của Lão Thạch, tin tức về vảy cá có thể chữa khỏi bệnh nhanh chóng được lan truyền trong thị trấn. Ngày hôm sau, một số lượng lớn người mắc bệnh lạ đã đến bờ biển và đợi đến tối. Đứa bé thực sự đã xuất hiện và ôm rất nhiều vảy cá để chữa bệnh cho mọi người. Sau khi được cứu sống, mọi người đều nói rằng đứa bé ấy là một nàng tiên cá ở biển. Bấy giờ những người thường nghi ngờ về những câu chuyện huyền ảo đều đã tin vào điều đó. Đến ngày thứ ba, đã có vô số những người bị bệnh tụ tập ở bờ biển. Nhưng lần này không phải đứa bé mà là một con rồng lớn. Con rồng bay lên từ biển khiến mọi người kinh ngạc. Nhìn thấy thần long nằm trên bãi biển, trên mình nó là hàng trăm chiếc vảy giống hệt chiếc vảy đã chữa bệnh cứu người trước đây. Mọi người mới biết đứa bé mấy ngày trước đúng thật là hiện thân của long thần. Ai nấy rối rít không ngừng dập đầu nói lời cảm ơn sự giúp đỡ. Sau khi được chữa trị, mọi người đều đã khỏi bệnh. Nhưng ngay khi họ tưởng rằng cuộc sống đã trở nên yên ổn thì tai họa lại ập đến. Cơn mưa kỳ lạ đó không hiểu sao lại tiếp tục rơi xuống thị trấn. Lần này nước mưa khiến những người bị bệnh đau đớn đến mức phải ra bờ biển để chờ thần long giúp đỡ. Đêm đêm, thần long vẫn xuất hiện, nhưng lần này có quá nhiều người bị bệnh. Thần long đã dùng đến những chiếc vảy cuối cùng trên người nó để cứu người. Đến khi kiệt sức, thần long đã gục xuống bãi biển. Lúc này, ôn thần xuất hiện từ những đám mây đen trên bầu trời. Hóa ra cơn mưa kỳ lạ này là do ôn thần gửi đến để trả thù long thần về tội dám chống lại ông.
biết rằng mình đã mắc bẫy, Long Thần gầm lên một tiếng, nhưng với sức lực yếu ớt, nó đã bất lực trong việc giúp người dân chống lại Ôn Thần và bệnh dịch. Trong lúc Ôn Thần đang hả hê, thì chợt giữa những đám mây từ từ hiện ra một đóa hoa sen. Ánh sáng của những đám mây hồng chiếu khắp mặt đất. Quán Thế Âm Bồ Tát đứng trên đài sen, thấy Long Thần gặp nạn vì làm việc thiện, nên Ngài đã dùng pháp thuật của mình để giúp đỡ. Những cánh hoa sen trên bảo tọa lần lượt rơi xuống người Long Thần. Vết thương của Long Thần ngay lập tức biến mất. Tuy nhiên, lúc này thị trấn vẫn tràn ngập bầu không khí đen tối do Ôn Thần tạo ra. Chỉ có một loại đất trên đảo Tiên mới có thể loại bỏ hoàn toàn bệnh dịch. Nhưng bảo tọa của Bồ Tát đã dùng để chữa cho Long Thần, nên không thể đến nơi này. Thấy vậy, Long Thần đã chủ động cõng Quán Thế Âm Bồ Tát trên lưng, bay tới đảo Tiên. Không bao lâu sau, mọi người nhìn thấy một vầng hào quang màu vàng từ trên trời chiếu xuống rồi biến mất. Và đằng sau vầng hào quang ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát hiền từ cưỡi trên lưng rồng đang quan sát nhân gian. Từ đó, truyền thuyết về Quan Âm cưỡi rồng được lan truyền rộng rãi. Trên thực tế, có nhiều sự việc khác tương tự ở thời hiện đại. Nhiều người còn chụp lại được hình ảnh làm bằng chứng về sự hiển linh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Vào những năm 1990, hàng chục nghìn người đã chứng kiến sự xuất hiện của Quán Thế Âm Bồ Tát tại Phật Sơn. Những hiện tượng này liệu có thể được giải thích rõ ràng bằng khoa học hay không? Quán Thế Âm nhiều lần hiển linh. Vào ngày 3 tháng 10 năm 1997, hơn 10.000 người đã tập trung trên núi Phổ Đà để tham gia pháp hội. Nhưng có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Theo người chủ trì, vào thời điểm đó, pháp hội tổ chức khai quang tượng Quán Thế Âm tại Nam Hải. Thế nhưng vào hôm đó, tiết trời trở nên rất xấu kèm theo mưa gió, khiến mọi người ngạc nhiên vì theo dự báo thời tiết trước đó sẽ không có mưa. Tuy nhiên, trời mưa đã kéo dài rất lâu và không có dấu hiệu dừng lại. Mưa vẫn tiếp tục cho đến ngày 29. Người chủ trì và các tín đồ Phật tử đều lo lắng rằng nếu đến ngày 30 mà trời vẫn chưa tạnh thì đừng nói đến việc có bao nhiêu người hành hương sẽ đến. Ngay cả pháp hội cũng có thể không được tổ chức bình thường. Ngay khi vị sư chủ trì pháp hội cảm thấy bối rối thì cơn mưa đã tạnh một cách kỳ diệu. Vào đêm ngày 29, bầu trời trở nên rất quang đãng nên buổi lễ đã được tổ chức theo đúng kế hoạch dự kiến. Sự kiện này thu hút hơn 10.000 tín đồ đến tập trung tại buổi lễ, không khí rất náo nhiệt. Một điều không ngờ rằng, ngay sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, thì thời tiết vốn đang nắng ấm lại đột ngột chuyển biến bất thường. Ánh nắng mặt trời bị mây đen che phủ, bầu trời nặng trĩu khiến người ta có cảm giác như không thở nổi. Đây giống như thời tiết không thuận theo lòng người. Lúc này, vị sư chủ trì chỉ có thể cố gắng tiếp tục tổ chức buổi lễ, chỉ hy vọng cơn mưa sẽ tới muộn hơn. Nhưng sau khi chú tiểu kéo tấm che tượng Quán Thế Âm thì phép màu lại một lần nữa xuất hiện bất ngờ. Một chùm ánh sáng ấm áp xuyên qua các đám mây chiếu vào tượng Quán Thế Âm. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là trên đầu tượng Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện một vầng hào quang. Vào khoảnh khắc trang trọng này, bỗng có một tín đồ bên dưới hét lên: "Nhìn kia, Bồ Tát đã xuất hiện trên bầu trời." Câu nói này khiến tất cả mọi người phải ngẩng đầu nhìn. Hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát uy nghiêm như thật đứng trên mây, dường như Ngài đã thực sự xuất hiện. Lúc này, mọi người không còn kìm nén được sự cảm kích trong lòng mà liên tục cúi đầu bái lạy. Sự kiện này sau đó đã được truyền bá rộng rãi. Nhiều người cho rằng núi Phổ Đà là một ngọn núi linh thiêng. Những điều kỳ diệu xảy ra trên núi Phổ Đà còn rất nhiều, không chỉ trong thời điểm năm 1997. Ngay từ năm 1917, Tôn Trung Sơn đã tự miêu tả trong nhật ký chuyến đi Phổ Đà rằng không biết là do ảo giác hay lý do nào khác mà khi đến thăm chùa Huệ Tế, ông đã nhìn thấy cảnh tượng bánh xe biến mất một cách kỳ lạ. Và ngoài núi Phổ Đà, những cảnh tương tự cũng đã xuất hiện nhiều lần ở những vùng khác. Năm 2010, chùa Trương Hoa ở Kinh Châu tổ chức đại giới Đàn Tam Đàn. Hình ảnh chư Phật Bồ Tát cùng xuất hiện trên bầu trời. Năm 1998, tại Ngũ Đài Sơn tổ chức đại lễ, mọi người chụp ảnh với vị trụ trì lúc bấy giờ và rất nhiều bức ảnh khác nhau đã được lan truyền. Tuy nhiên, trong một số bức ảnh, các tín đồ phát hiện hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát hiện lên trên bầu trời phía sau nơi họ đứng. Vào năm 1994, tại lễ khai quang chùa Vạn Đức, hình ảnh thật của Quán Thế Âm xuất hiện trên bầu trời cũng đã được một Phật tử chụp lại. Có vô số ghi chép về sự xuất hiện của các vị Bồ Tát đại diện cho một ước nguyện tốt đẹp của con người. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, những sự kiện này có vẻ rất phi lý. Vậy những hiện tượng này có thể giải thích được bằng khoa học hay không?
nguồn gốc thực sự của những bức ảnh đen trắng nổi tiếng về Quán Thế Âm cưỡi rồng đến từ đâu. Hình ảnh đẹp nhất không phải nằm trong phim điện ảnh hay truyền hình, mà là hình ảnh sự kiện Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra dưới sự chứng kiến của hàng chục nghìn người. Ở thế kỷ trước, vào những năm 1970, tại một tỉnh của Đài Loan cũng đã từng xảy ra sự kiện Quán Thế Âm cưỡi rồng thần kỳ và cũng được lưu lại bằng những bức ảnh. Thực sự có phép màu hay không? Kể từ sự kiện Quán Thế Âm Bồ Tát hiển linh ở Đài Loan đã tạo nên dư âm lớn trong quần chúng nhân dân. Tuy có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng họ đều coi bức ảnh đen trắng của Quán Thế Âm cưỡi rồng là thật. Nhiều tín đồ cho bức ảnh này ở nhà và trân trọng như một kho báu tinh thần. Sự xuất hiện của Quán Thế Âm không chỉ làm sáng tỏ niềm tin nhiều năm của họ, mà còn là ánh sáng từ Phật Pháp. Bức ảnh này còn được in trên những kinh sách Phật giáo. Thậm chí có một số tu viện trưng bày bức ảnh trong chánh điện và thắp hương hàng ngày. Nhiều nguồn thông tin lại cho rằng, bức ảnh đen trắng của Quan Âm cưỡi rồng được các bộ phận liên quan xác định thực sự là một bản làm lại đen trắng của bức tranh sơn dầu Quan Âm cưỡi rồng tại Tokyo, Nhật Bản. Một họa sĩ đã vẽ bức tranh sơn dầu này vào năm 1890. Và bức ảnh này bị mọi người nhầm lẫn về sự xuất hiện của Quán Thế Âm Bồ Tát này. Thực chất chỉ là một bức tranh vẽ. Điều nhầm lẫn này có thể do một số người cố tình bóp méo sự thật và lan truyền tin đồn khiến mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Sự kiện Bồ Tát xuất hiện cùng với các vị thần và chùm ánh sáng chiếu xuống tượng Quan Âm cũng được giải thích bằng hiệu ứng tin đồ. Thế nhưng, trên thực tế không ít lần bản thân các tín đồ chứng kiến phép màu đến với bản thân từ việc cầu nguyện đến Quán Thế Âm Bồ Tát. Mặc dù không ai có thể chứng thực 100%, nhưng tự mỗi người, với niềm tin và sức mạnh tinh thần, chắc chắn sẽ cảm nhận được sự chở che của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ba trường hợp nổi tiếng nhất về âm binh mượn đường: trận động đất Đường Sơn, sự cố cung nữ Tử Cấm Thành, đoạn đường tối Vân Nam. Vào lúc 3 giờ 42 phút sáng ngày 28 tháng 7 năm 1976, tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, một trận động đất mạnh 7,8 độ chưa từng có đã xảy ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Đường Sơn đã bị hủy hoại hoàn toàn, giao thông, nguồn cung cấp nước, điện và viễn thông đều bị gián đoạn. Ngay sau khi động đất xảy ra, một lực lượng quân đội đã nhận được mệnh lệnh cứu trợ Đường Sơn từ cấp trên. Sau khi nhận mệnh lệnh, lực lượng này đã nhanh chóng huy động hàng chục xe quân sự tiến về Đường Sơn với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng khi họ chỉ còn cách khu vực thảm họa Đường Sơn khoảng 1 giờ đi đường, thì một sự kiện bí ẩn đã xảy ra. Toàn bộ xe đều bị hỏng cùng một thời điểm. Dù kỹ thuật viên có mặt tại đó đã kiểm tra kỹ lưỡng, vẫn không thể nào tìm thấy lý do. Tình huống này xảy ra khiến đội cứu trợ vô cùng bối rối và lập tức báo cáo sự việc với cấp trên. Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, chỉ trong khoảnh khắc toàn bộ đèn của tất cả các xe đồng loạt bị tắt. May mắn là cùng lúc đó, một đơn vị quân đội cũng nhận được mệnh lệnh là đẩy tất cả các xe ô tô sang một bên đường. Sau đó tất cả mọi người sẽ di chuyển lên xe để nghỉ ngơi, nhưng không được nói chuyện hoặc làm ồn. Mặc dù mệnh lệnh trên khiến mọi người cảm thấy khó hiểu, nhưng với tư cách là người lính, họ vẫn thực hiện mệnh lệnh ngay lập tức. Và rồi như vậy cho đến khuya, khi mọi người đều đang nửa mơ nửa tỉnh, thì đột nhiên bị tiếng ngựa reo vang làm giật mình. Những người lính nhìn thấy hàng loạt xe ngựa đi ngang qua xe của họ. Đoàn xe này đều đến từ khu vực thảm họa ở Đường Sơn. Trên mỗi xe đều có một chiếc đèn dầu phát ra ánh sáng màu xanh lục. Nhưng điều kỳ lạ là trên xe không có người lái, và mỗi chiếc xe đều chất đầy đầu người. Những đầu người này có cả già, trẻ, trai, gái, đều biểu lộ sự đau đớn và kinh hãi. Chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng nhớ đến mệnh lệnh cấp trên yêu cầu họ không được nói chuyện hoặc làm ồn dù cho nhìn thấy bất cứ điều gì, mọi người chỉ có thể im lặng, không dám mở miệng. Một số người tò mò nên đã âm thầm đếm số lượng xe ngựa trong đoàn. Họ phát hiện rằng có hơn 100 chiếc xe và thời gian những cỗ này đi qua tổng cộng khoảng 10 phút. Khi đoàn xe ngựa dần dần biến mất thì điều kỳ lạ lại một lần nữa diễn ra. Tất cả đèn pha trên các xe quân sự đều đồng loạt được khôi phục và mọi sự cố cũng đều tự nhiên được khắc phục. Sau này khi sự việc truyền ra ngoài, người ta nói rằng đó chính là âm binh mượn đường trong truyền thuyết. Âm binh mượn đường nói về những việc linh hồn từ địa ngục xuất hiện trên dương gian. Bởi vì âm binh thuộc về thế giới âm nên không được phép xâm nhập vào thế giới dương. Vậy nên, khi xuất hiện trên trần gian, họ sẽ phải mượn đường. Âm binh mượn đường thường chia thành 3 dạng. Dạng đầu tiên đề cập đến việc khi quân đội cổ đại hoặc hiện đại thất bại nên oán khí không tan. Thêm vào đó là những lý do đặc biệt
như thời tiết hay môi trường địa lý lúc bấy giờ sẽ khiến họ tồn tại trong thế giới mà con người đang sống. Dạng thứ hai chính là sau khi xảy ra một thảm họa lớn khiến vô số người qua đời. Âm binh từ địa ngục sẽ đến dương gian để thu thập linh hồn của họ. Còn dạng thứ ba sẽ xuất hiện trong cuộc chiến ma giới. Truyền thuyết kể rằng địa ngục cũng giống như thế giới của chúng ta, có phe phái và chiến tranh. Khi các phe phái yêu ma này xảy ra xung đột, họ sẽ triệu hồi âm binh từ khắp nơi. Một điều trùng hợp là ngoại trừ trận động đất lớn tại Đường Sơn, thì Tử Cấm Thành cũng đã từng có thông tin về sự kiện tương tự, thậm chí còn được du khách chụp ảnh lại. Năm 1992, một nhóm du khách đang tham quan cung điện tại Tử Cấm Thành, nhưng thời tiết lại đột nhiên thay đổi. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm kèm theo sấm chớp và dông bão, khiến du khách phải vội vàng tìm nơi trú mưa. Thế nhưng lúc đó, họ lại vô tình chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ. Một nhóm cung nữ mặc trang phục cung đình nhà Thanh với nhiều màu sắc vội vã đi qua bức tường màu đỏ của cố cung. Du khách bị cảnh tượng khó hiểu này làm kinh ngạc. Một số người có mang theo máy ảnh lập tức ghi lại cảnh tượng khó tin này. Nhưng điều mọi người không ngờ đến là khi du khách chụp ảnh, những cung nữ mặc trang phục cổ điển dường như cảm nhận được nên đã đưa mắt nhìn. Thậm chí có một cung nữ giơ quạt che kín khuôn mặt, dường như không muốn bị chụp ảnh. Ngoài ra tại huyện Lục Lương, tỉnh Vân Nam cũng có câu chuyện tương tự về chuyện âm binh mượn đường. Gần khu du lịch Sơn Lâm của huyện Lục Dương có một con đường dài khoảng 40m, rộng chưa đến 1m. Tại đây luôn xảy ra nhiều hiện tượng kỳ lạ, chính là khi ngựa, bò, cừu hay một số động vật khác tiếp cận đoạn đường trên đều trở nên hoảng sợ. Dù người ta có đánh đuổi bằng cách nào đi chăng nữa, thì những con vật này vẫn không dám tiến về phía trước một bước. Mỗi khi trời mưa gió, sẽ vang lên những âm thanh kỳ lạ. Trong tiếng ồn ào sẽ kèm theo âm thanh của vũ khí va chạm, tiếng la hét của đám đông, tiếng của ngựa chiến, hòa cùng tiếng chiêng trống vang trời. Theo truyền thuyết, một số dân làng còn từng nhìn thấy một nhóm người cổ đại mặc áo giáp, cầm dao kiếm đang cưỡi ngựa chiến đấu, mỗi người một vẻ mặt hung dữ đáng sợ. Các trưởng lão tại địa phương đều cho rằng đây chính là nơi âm binh mượn đường. Vào thời kỳ Tam Quốc, Gia Cát Lượng dẫn quân xuống phía Nam đến Lục Dương. Trận đánh giữa quân Thục và quân Mạnh Hoạch cũng diễn ra ở địa phận này. Để đối phó với quân Thục, Mạnh Hoạch đã mời vua Mộc Lộc của Động Bát Nạp rất giỏi về pháp thuật đến hỗ trợ. Đoạn đường kinh hoàng trên được cho là do vua Mộc Lộc phù phép. Trong trận chiến đầu tiên, khi quân Thục bị Mạnh Hoạch dẫn dụ đến đây thì bất ngờ những con ngựa đồng loạt tỏ ra hoảng sợ. Vua Mộc Lộc ngay lập tức triệu tập hổ báo, sói và cho sói tấn công, khiến quân Thục thiệt hại nặng nề. Do đó, người dân địa phương tin rằng những âm thanh kỳ lạ phát ra tại con đường này là vì linh hồn quân Thục tử trận trong hơn ngàn năm trước vẫn chưa rời đi. Vậy nên, mỗi khi trời mưa gió lại xuất hiện hiện tượng âm binh mượn đường. Đây quả thực là một chuyện kỳ lạ khó tin, vậy nên nhiều chuyên gia đã đặc biệt đến tận nơi để điều tra, nhằm xác minh những câu chuyện truyền miệng có chính xác hay không. Nhóm nghiên cứu đã đưa một con ngựa đến để thực nghiệm. Điều làm họ kinh ngạc chính là con ngựa đến đoạn đường này thì lập tức trở nên hoảng loạn, không dám tiến thêm bước nào nữa mà liên tục muốn quay đầu chạy trốn. Thậm chí, toàn bộ lông trên cơ thể đều dựng đứng. Không muốn bỏ cuộc, nhóm nghiên cứu lại tiếp tục đưa một con chó săn đến để thực nghiệm. Tuy nhiên, con chó săn bình thường rất hung dữ, nhưng khi đến đây, nó bỗng dưng nằm phủ phục trên đất, liên tục lùi lại và tru lên sợ hãi. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng nghe thấy được những âm thanh kỳ lạ của ngựa chiến cùng tiếng vũ khí va chạm. Nếu phân tích kỹ ba trường hợp này, sẽ thấy chúng dường như đều phù hợp với ba dạng của âm binh mượn đường. Sự cố con đường ở Vân Nam và hình ảnh cung nữ ở Tử Cấm Thành giống như trường hợp thứ ba. Oán khí của họ không tan nên đã trở thành âm binh trong thế giới người sống. Theo thống kê sau trận động đất Đường Sơn thì có đến gần 240.000 người tử vong. Với số lượng linh hồn lớn như thế, thì tất nhiên Diêm Vương cử một lực lượng lớn âm binh đến để thu thập linh hồn. Liệu việc dân gian chuyển tay nhau về hiện tượng âm binh mượn đường có phải là sự thật hay chỉ là câu chuyện huyền thoại? Trong ba sự việc trên, ngoài câu chuyện trong trận động đất tại Đường Sơn là thật giả khó phân, thì các chuyên gia đã đưa ra giải thích khoa học cho hai sự việc còn lại. Hình ảnh cung nữ trong Tử Cấm Thành có thể liên quan đến sắt tetrosit ở bên trong bức tường cung điện màu đỏ. Sắt tetrosit có chức năng ghi lại hình ảnh. Nếu trước đây trong một cơn sấm sét có cung nữ tình cờ đi ngang qua, thì hình ảnh của họ sẽ bị cảm ứng điện tử ghi lại. Và khi gặp trời mưa sấm sét, những hình ảnh này sẽ xuất hiện lại giống như một bộ phim đang được trình chiếu.
sự kiện động vật bỏ chạy khi đến con đường kỳ lạ ở Vân Nam xảy ra do một khu vực xung quanh có chứa nhiều khoáng từ và thạch anh. Khu vực này có thể được xem như một bộ ghi âm tự nhiên. Với một số điều kiện đặc biệt, bộ ghi âm tự nhiên đã ghi lại những âm thanh trong quá khứ, nên những gì chúng ta nghe chỉ là âm thanh được phát lại. Tuy nhiên, những lời giải thích từ các chuyên gia vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục. Bức tường của Tử Cấm Thành đã được sơn lại nhiều lần. Nếu sắt tè chốt xít có tồn tại đi nữa thì cũng đã bị che phủ từ lâu. Mặc dù có sự hiện diện của các mỏ từ và đá thạch anh, nhưng với số lượng như vậy vẫn chưa đủ để tạo ra hiệu ứng ghi âm. Và ngay cả khi thực sự may mắn ghi lại được thì cũng chỉ có một đoạn âm thanh duy nhất tồn tại. Ngoài ra, vẫn chưa ai có thể giải thích được lý do nhiều loại động vật cảm thấy sợ hãi khi đi qua con đường này. Vậy âm binh mượn đường có thực sự tồn tại trong hơn 1.000 năm khi Bắc Tề Thư, Thái Bình Quảng Ký và một số sách cổ khác cũng có ghi chép liên quan? Mời các bạn để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Sự cố Cửu Long Trụ Thượng Hải. Một nhà sư lỗi lạc đã qua đời một cách bí ẩn sau khi làm lễ pháp tại nơi này. Cửu Long Trụ ở Thượng Hải là một vấn đề gây tranh luận suốt hơn 20 năm, nhưng không ai có thể giải thích rõ ràng nguồn gốc của trụ cột này. Theo truyền thuyết, một vị cao tăng đã có mặt tại công trường suốt 3 ngày đêm, cuối cùng lại qua đời một cách bí ẩn vì đã tiết lộ bí mật động trời. Chúng ta thường nói, tận cùng của khoa học là huyền học. Liệu dưới Cửu Long Trụ này có thật sự đang chôn giấu điều gì không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Nếu đi xe buýt ở Thượng Hải, chúng ta sẽ thấy một cây cột lớn được trang trí bằng những hình ảnh con rồng vàng. Nó nằm ở giao lộ của cao tốc Bắc Nam với cao tốc Diên An, cũng là tuyến đường giao thông quan trọng nối liền Thượng Hải từ mọi hướng. Mọi người đi qua đây đều bị thu hút bởi Cửu Long Trụ này, bởi nó được điêu khắc tinh xảo với hình ảnh rồng vàng lấp lánh. Nếu nhìn kỹ hơn, còn thấy được một vòng thép trắng bao quanh cột đá được khắc hình 9 con rồng vàng. Nhưng điều kỳ lạ là dưới chân cầu cao tốc này, nơi kết nối Đông Tây Nam Bắc có hàng trăm hàng ngàn cây trụ, nhưng tại sao chỉ có Cửu Long Trụ là được bao phủ bởi rồng vàng? Một số chuyên gia văn hóa dân gian hầu như có thể nhận ra cách làm này rất có khả năng được sử dụng để trấn áp linh hồn. Vậy mục đích chính khi xây dựng Cửu Long Trụ là gì? Và tại sao lại để bố cục kỳ lạ như vậy ở địa điểm này? Vào thập niên 90, việc xây dựng đường cao tốc thực sự là bước ngoặt quan trọng trong việc phục hồi sức mạnh của Thượng Hải và là một trong những yếu tố quan trọng để Thượng Hải trở thành một trong những thành phố hàng đầu thế giới. Nếu cầu cao tốc có thể được xây dựng thành công, mạng lưới giao thông hình chữ điền ban đầu của khu vực trung tâm Thượng Hải sẽ được nâng cấp trực tiếp lên một cấp độ mới với bố cục lớn hình chữ thân từ trên cao xuống dưới đất. Do đó, việc đóng cọc cho cầu cao tốc Diên An đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ nhiều người. Với sự ủng hộ tích cực từ cư dân Thượng Hải, các kỹ sư và công nhân đã làm việc hết mình không ngừng nghỉ. Tiến độ toàn bộ dự án diễn ra rất nhanh chóng. Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên là cọc chính kết nối hai nút giao thông của đường cao tốc dù làm cách nào đi nữa cũng không thể đóng xuống được. Sự cố trên đã làm chậm trễ nghiêm trọng trong tiến độ công trình. Vì vậy, tất cả các đơn vị liên quan đến dự án phải gấp rút triệu tập các kỹ sư để tìm giải pháp. Sau khi tham khảo tài liệu địa chất liên quan, họ phát hiện rằng Thượng Hải thuộc vào vùng đồng bằng phù sa trước khi sông Dương Tử đổ ra biển, không có địa hình địa chất quá phức tạp. Vậy nhưng, cọc chính của nút giao thông quan trọng vẫn không thể nào đóng xuống được dù họ đã cố gắng bao nhiêu lần. Do đó, dự án cầu cao tốc Diên An của Thượng Hải đã phải tạm thời dừng lại. Những người công nhân đang làm việc tại công trường đều phải đối mặt với việc ăn không yên, ngủ không yên. Một lời đồn lan truyền kỳ lạ được lan truyền rằng cọc này không thể đóng xuống là vì vấn đề với long mạch của địa phương, hoặc có thể dưới đất thực sự tồn tại những điều bí ẩn. Nhiều ý kiến cho rằng có thể dưới chân cột có thực sự ẩn giấu một con rồng khiến dự án cầu cao tốc bị gián đoạn. Ngay khi lời đồn này lan truyền, đã lập tức nhận được sự phản đối mạnh mẽ từ các chuyên gia kỹ thuật, bởi họ cho rằng đây đơn giản là sự nhạo báng đối với khoa học. Trong thời đại công nghệ phát triển như vậy, con người đã chinh phục tự nhiên. Việc thám hiểm vũ trụ không phải là vấn đề thì làm sao có thể vì gặp khó khăn trong một vấn đề kỹ thuật mà bắt đầu cầu nguyện, thờ phượng, phát sinh sự mê tín dị đoan. Vì vậy, các chuyên gia công nghệ từ mọi nơi đã nỗ lực hết mình, họ quyết tâm sẽ đóng được cọc vào đất trong khoảng thời gian quy định. Dù tất cả mọi người đều cố gắng hết sức thì cọc đất vẫn không hề chuyển động.
một phần cọc đã cố gắng cắm được vào đất nhưng vẫn không đạt đến tiêu chuẩn thiết kế công trình. Vấn đề bây giờ trở nên phức tạp hơn. Nếu không tìm ra nguyên nhân, dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ. Tin đồn về long mạch trước đó lại bắt đầu lan rộng đến công trường. Thời gian không chờ đợi ai. Lúc này mọi người chỉ còn cách thử hết các phương pháp. Sau một cuộc điều tra bí mật, họ đã mời chân thiền đại sư của chùa Ngọc Phật ở Thượng Hải đến xem xét nút giao của hai đường cao tốc. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, vị đại sư nhắm mắt, đặt tay lên trán, im lặng suốt một lúc lâu. Mọi người đều hỏi vị đại sư liệu ông có cách giải quyết nào không. Chân thiền đại sư suy nghĩ một lúc, cuối cùng tiết lộ sự thật rằng lý do cọc không thể đóng vào là vì phía bên dưới có một con rồng đang ẩn mình. Cọc đất chính xác đâm vào phần thân của con rồng và đương nhiên nó không đồng ý để cọc được đóng xuống. Hiện tại nguyên nhân đã được xác định, giải pháp duy nhất là tiến hành một buổi lễ cúng để yêu cầu linh thần dưới đất nhường lại vùng đất này. Đến đây, vị đại sư thở dài một tiếng, bởi mọi sự tương quan đều là pháp Phật. Nếu ông đã tiết lộ bí mật thiên cơ, thì có lẽ thời gian tại thế của ông cũng không còn nhiều. Ông chỉ hy vọng lần này có thể mang phước lành cho Phật tử tại Thượng Hải, đồng thời cũng góp phần vào việc xây dựng Thượng Hải. Sau đó, theo gợi ý của chân thiền đại sư, mọi người đã khắc chạm 9 con rồng vàng trên cột chính. Điều này giúp khi đóng cọc, con rồng dưới đất sẽ cảm nhận được năng lượng của long tộc mà không chống đối. Tuy nhiên, trước khi làm điều này, ông cần một buổi lễ pháp để hỗ trợ. Vào ngày chân thiền đại sư làm lễ, khu vực công trường được bao quanh bởi những tấm vải ngăn người ngoài không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ bên trong. Người ta truyền tai nhau rằng buổi lễ pháp này kéo dài 3 ngày, cũng có người nói là 7 ngày. Khi buổi lễ pháp kết thúc, cửu long trụ thực sự đã được đóng cọc thành công và vị trí không hề sai lệch, hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế ban đầu. Hai tuyến đường cao tầng phía đông và phía tây nối tiếp nhau một cách hoàn hảo, vững chãi, đứng chân cột đầu chính ở giao điểm. Việc bảo mật trong toàn bộ quá trình diễn ra rất tốt, ngoại trừ những người quan trọng bên trong thì hầu như không ai biết. Vì vậy bên ngoài cũng không thể biết đến chi tiết của buổi lễ pháp ấy. Điều duy nhất mọi người có thể nhìn thấy chỉ là những dấu vết đặc trưng để lại. Ngoài ra, cây trụ khổng lồ này còn được trang trí bằng thép trắng với hoa văn rồng vàng. Bởi vì đây là điểm huyết mạch Thượng Hải và là khu vực giao nhau của cao tốc Đông Tây cùng Nam Bắc. Chính là vị trí của trung tâm Thượng Hải. Một số người địa phương nói rằng, lúc chân thiền đại sư thực hiện buổi pháp lễ này, họ đã tận mắt thấy rồng bay lên trời. Và chỉ từ đó, dự án cao tốc Thượng Hải mới có thể tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, điều mà không ai ngờ tới chính là, sau một thời gian ngắn từ khi đóng được cọc của cửu long trụ, chân thiền đại sư đã đột ngột qua đời. Trước đó, chân thiền đại sư dù tuổi đã 80 nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Tuy nhiên, sau 3 ngày đứng dưới cột cửu long, ông lại đột ngột qua đời. Ngay sau lễ tang của ông tại chùa Ngọc Phật, chúng Phật tử vì để tri ân công đức cả đời của ông đã in một quyển sách riêng về ông để tặng cho các tín đồ. Trong sách có ghi chép chi tiết về sự kiện liên quan đến buổi lễ. Nhiều người tin rằng có thể đại sư đã tiết lộ thiên cơ nên bị trừng phạt. Khi chân thiền đại sư tiến hành buổi lễ, ông đã biết trước số phận của mình. Chính bởi vì điều này đã làm cho nguồn gốc và truyền thuyết xung quanh cửu long trụ ở Thượng Hải trở nên bí ẩn hơn. Thậm chí trở thành một sự kiện bí ẩn mà đến nay không ai giải thích được. Tuy nhiên, cách giải thích trên lại không được các chuyên gia hiện tại chấp nhận. Theo quan điểm của họ, nguyên nhân của việc không thể đóng được cọc vào năm đó có thể được giải thích một cách khoa học. Thứ nhất là do khả năng kỹ thuật vào thời điểm đó chưa đủ phát triển. Thứ hai là có vấn đề lớn xảy ra trong quá trình thi công cọc móng. Không nên sử dụng tần suất đóng cọc quá nhanh vì điều này sẽ làm ma sát vào tầng địa chất đỏ, gây nên sự giãn nở do nhiệt độ, từ đó làm cản trở quá trình đóng cọc. Các chuyên gia lúc ấy đã nói, khi nhóm thi công không thể giải quyết vấn đề này, họ đặc biệt mời đến một chuyên gia xây cầu tới. Chỉ sau khi nhận được sự hướng dẫn từ chuyên gia, cọc móng ở cửu long trụ mới có thể được đóng xuống một cách suôn sẻ. Một kỹ thuật viên chịu trách nhiệm cho dự án này đã lên tiếng bác bỏ và cho biết rằng việc trang trí hình dáng của con rồng chỉ là để làm đẹp cho phong cảnh thành phố, chứ không nhằm mục đích nào khác. Tuy nhiên, những lời giải thích này không đủ thuyết phục một số người. Họ nghĩ rằng nếu chỉ đơn giản là để làm đẹp cho phong cảnh, thì tại sao các cột khác trên đường cao tốc ở Thượng Hải vẫn giữ nguyên vẻ ngoài ban đầu là bê tông? Chỉ có cột tại điểm giao nhau này mới được trang trí hình rồng và còn là hình rồng màu vàng. Hình ảnh nổi bật này hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài xám xịt của bối cảnh xây dựng lúc bấy giờ. Sau đó, đã có một lời giải thích chuyên nghiệp khẳng định rằng cửu long trụ xuyên qua 4 tầng mặt đường
nên có yêu cầu đặc biệt về góc nghiêng khi rẽ, gây khó chịu về thị giác và tiềm ẩn nguy cơ thiếu an toàn khi tham gia giao thông. Vì lợi ích an toàn của tài xế, thân cột được trang trí hình ảnh phù điêu vàng sáng bóng. Điều này giúp hạn chế ảnh hưởng đến tầm nhìn bình thường của người đi qua. Mặc dù có một số giải thích mang tính khoa học, nhưng sau khi Chân Thiền Đại Sư lễ pháp thành công lại viên tịch vào ngày thứ ba. Sự kiện bất ngờ về việc ông qua đời cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích hợp lý. Vì vậy, Cửu Long Trụ đã trở thành một bí ẩn mà cho đến nay vẫn chưa ai có thể làm sáng tỏ. Bạn nghĩ gì về sự kiện này? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn. Một nhà sư ngồi thiền, không ngờ nhìn thấy được 600 năm luân hồi bi thảm. Liệu luân hồi nhân quả có thực sự tồn tại? Một nhà sư đã tình cờ nhìn thấy kiếp trước của mình khi đang thiền định. Ông đã phải trải qua 600 năm đau khổ, 10 lần rơi vào cõi súc sinh, chỉ vì nhất thời mải mê với thú vui trên thế gian. Cho đến khi nghiệp chướng được giải trừ, ông mới có thể tái sinh thành người. Liệu rằng quy luật nhân quả có thực sự tồn tại như trong truyền thuyết hay không? Mời các bạn cùng đón xem trong video ngày hôm nay. Có một nhà sư tên là Tịnh Không đã kể lại rằng, trong một buổi thiền, ông đã nhận được phước lành từ chư Phật và Bồ Tát, nên tình cờ có khả năng thấy được vòng luân hồi đau khổ của mình trong 600 năm qua. Trong khoảng thời gian 600 năm, ông bắt đầu sự sống với kiếp đầu tiên là một người xuất gia. Vì còn nhiều tham vọng thế tục nên vẫn chưa thỏa mong ước nhận được phước lành của trời đất. Ở kiếp thứ hai, ông được sinh ra trong gia đình giàu có. Tuy nhiên, vì gây nhiều tội ác chỉ để thỏa mãn sở thích của bản thân nên cũng sớm qua đời. Kiếp thứ ba, ông lại là một tướng quân vô cùng độc ác. Vì tội nghiệp nặng nề nên những kiếp sau đó, ông đã 3 lần chuyển sinh thành cóc, 4 lần thành gà lôi và 3 lần thành lợn. Sư Tịnh Không xuất thân từ gia đình phong kiến họ Lý. Tháng 3 năm 1989, sau khi có sự đồng ý của vợ con, ông đã xuất gia quy y cửa Phật. Chính ông cũng không biết tại sao mình nhất định phải nhập gia. Như thể đó là một duyên phận chưa hoàn toàn kết thúc từ kiếp trước. Sau khi bước vào cửa Phật, ông thường tham gia lễ Phật và thiền định. Mặc dù hiểu biết về Phật Pháp không nhiều, nhưng Sư Tịnh Không thường xuyên đọc sách Phật học. Ông luôn tin vào Phật Pháp và thành kính mong được tu hành đắc đạo. Một buổi tối ngày 25 tháng 8 năm 1992, Sư Tịnh Không tịnh tâm ngồi thiền sau khi đảnh lễ Đức Phật. Với sự gia trì của tất cả chư Phật và Bồ Tát, ông đã nhìn thấy được những số phận khác nhau từ tiền kiếp của mình. 2 năm sau đó, trong lúc ngồi thiền tại chánh điện, ông lại tiến thêm một bước, biết được duyên số của vợ và con cái. Bấy giờ ông mới nhận ra rằng những lần tái sinh định mệnh của mình đều có thật. Vậy trong 600 năm qua, Sư Tịnh Không đã trải qua những gì? Kiếp đầu tiên của ông là một vị tu sĩ mới 20 tuổi, được thọ giới 3 đại giới và tu hành suốt hơn 20 năm. Trong quá trình học Phật và tu hành, ông đã làm nhiều việc tốt, tạo nhiều công đức. Nhưng chỉ có thân thể của ông là nhập gia, còn tâm hồn vẫn mê muội với thế tục, mong muốn phước lành của nhân thế. Bởi vì không có một trái tim kiên định, nên cuối cùng, ông không chỉ không thoát khỏi lục đạo luân hồi mà còn rơi vào 3 cửa địa ngục chịu khổ. Sau khi qua đời, ông được tái sinh vào một gia đình quý tộc giàu có, trở thành một công tử quyền quý. Hàng ngày, ông chỉ thưởng thức cuộc sống vui vẻ hưởng lạc, chỉ riêng các cung nữ phục vụ đã có tới 8 người. Chưa dừng lại ở đó, ông còn là một người cực kỳ tham lam danh lợi, làm nhiều việc xấu. Lần này, sau khi qua đời, ông lại tái sinh vào một gia đình quan lại. Dưới sự ảnh hưởng của gia đình, khi lớn lên, ông đã trở thành một tướng lĩnh được xã hội kỳ vọng. Lúc này, ông có đến 24 cung nữ phục vụ, nhưng cũng sống một cuộc sống đầy thị phi. Không chỉ có vinh hoa phú quý bất tận, mà cả sơn hào hải vị cũng không thiếu thứ gì. Ông từ một tướng quân đức cao vọng trọng trở nên thiếu kiểm soát, cuối cùng vì ham muốn vui chơi mà gây ra nhiều hệ lụy xấu xa khi hạ lệnh trừng phạt nhiều người chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân, thậm chí là lấy đầu của những người vô tội chỉ để ném xuống sông.
Với hành động tàn ác vô nhân đạo của mình, ông đã dùng hết phước lành và tái sinh vào ba cửa địa ngục và đầu thai làm cóc. Vì lúc làm tướng quân, ông đã lấy đầu của nhiều người nên đã trở thành một con cóc không có cổ. Ngoài ra, còn phải trải qua nhiều hình phạt đáng sợ như bị đánh đập, bắt sống, chặt đầu lột da để trả nợ của kiếp trước. Sau khi chịu đựng sự đau đớn vô tận qua ba kiếp của một con cóc, nhưng vẫn chưa trả hết tội, vậy là ông lại bốn lần tái sinh thành con gà rừng. Trong kiếp thứ hai và thứ ba, do sở thích ăn uống vô độ, nên khi biến thành gà rừng, ông phải tự mình kiếm ăn và trở thành con mồi của kẻ khác. Trải qua nhiều khổ đau để trả nợ của kiếp trước, sau đó ông lại tiếp tục tái sinh thành lợn thêm ba kiếp để trả nợ. Do sở thích ăn uống nhưng lười nấu nướng, chỉ biết nằm đợi thức ăn dâng đến miệng. Không chỉ phải ăn thức ăn thừa, đồ ôi thiêu, mà ở kiếp lợn, ông còn phải chịu đựng đau khổ từ việc bị đánh đập và mổ xẻ để trả nợ cho những ác nghiệp mà mình đã gây ra trong hai kiếp trước vì tham ăn. Đáng lẽ, khi còn là một nhà sư ở kiếp đầu tiên, ông chỉ cần thành tâm niệm Phật là có cơ hội đến cõi cực lạc. Nhưng vì lưu luyến thế gian, ông đã tự gieo xuống cho mình vô số ác nghiệp, cuối cùng bị đọa vào cõi súc sinh 10 lần. Trong suốt 600 năm, ông đã trải qua mọi khổ đau trên thế gian, chịu đựng mọi loại hình phạt tra tấn. Một kiếp tu hành đã đổi lại phước lành của hai kiếp, nhưng ông lại không biết tích lũy phước lành mà lại tạo ra nhiều ác nghiệp, khiến bản thân phải đi vào vòng luân hồi. 10 lần bị đọa thành súc sinh rồi mới được tái sinh vào thế gian. Đó chính là minh chứng cho quy luật nhân quả. Có người thắc mắc rằng, tại sao ông ấy lại không rơi ngay vào cõi địa ngục để chịu khổ? Đó là bởi vì công đức ông đã tích lũy từ kiếp đầu tiên khi học Phật đã cho phép ông hai lần tái sinh vào gia đình giàu có. Đợi đến khi ác nghiệp được trả hết sau khi tái sinh vào cõi súc sinh, hạt giống thiện lành của tâm hồn ông sẽ một lần nữa nảy mầm. Đó cũng chính là lý do ông lại tu tập theo Phật giáo trong kiếp này. Một nhà sư nhìn thấy tiền kiếp của mình đã phải trải qua 10 lần tái kiếp thành súc sinh để hoàn trả những ác nghiệp từ kiếp trước. Đạo Phật có câu: bất khả dĩ thiểu thiện, căn phức đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Nghĩa là không thể dùng chút ít thiện căn, phức đức, nhân duyên mà được sanh về cõi cực lạc. Việc một người sau khi qua đời muốn tái kiếp làm người một lần nữa đã là điều vô cùng khó khăn. Con người có thể chịu đựng muôn vàn đắng cay để được tái kiếp làm người. Vậy sao không tu tập pháp đạo một cách tốt đẹp? Mọi chuyện trên thế gian đều có nhân quả luân hồi. Ngoài ra, những trường hợp bị đọa vào cõi súc sinh còn được ghi chép trong các kinh điển liên quan. Vào thời Chiến Quốc, có một vị tướng tên là Bạch Khởi làm việc cho nước Tần. Ông đã tham gia hơn 70 trận chiến lớn nhỏ, chiếm được hơn 70 thành trấn của 6 nước và giết hơn 1 triệu quân địch, có chiến tích vang dội. Tuy nhiên, vì quá nặng tay khi chiến đấu, bằng nhiều chiêu trò đã sát hại hơn 40.000 binh sĩ nước Triệu trong trận Trường Bình, nên mãi đến khi qua đời, ông cũng không có một cái kết tốt đẹp. Ở kiếp trước, ông có thể là một chỉ huy dũng mãnh, tài giỏi, nhưng vì sát hại quá nhiều người, Bạch Khởi đã bị đọa vào ba cõi ác, chịu khổ và nhận sự trừng phạt liên tục từ sấm sét. Trong Sử ký Đông Chu Liệt Quốc có đề cập đến một ngày cuối triều Đại Đường, trời quang gió lặng, thì một con bò bất ngờ bị sét đánh. Khi kiểm tra, người ta phát hiện trên bụng con bò xuất hiện hai chữ Bạch Khởi vào thời Hồng Vũ đời nhà Minh. Tại chùa Tam Mao ở núi Ngô Sơn có một con rết lớn với chiều dài hơn 1 mét, chiều rộng đến 2 tấc bị sét đánh chết. Trên lưng con rết cũng có hai chữ Bạch Khởi. Theo ghi chép sau đó, vị tướng quân dũng mãnh lại tái sinh thành một con lợn. Một lần người thợ đang mổ lợn thì phát hiện hai chữ Bạch Khởi khắc trên da lợn. Vào thời Minh Chính Đức, một thầy giám khi đang ở ngoại thành An Đức Môn xây dựng chùa Vĩnh Ninh đã ra lệnh giết một con lợn để hiến tế. Nhưng trên bụng lợn lại có 4 chữ đỏ: Tần tướng Bạch Khởi. Thầy giám lúc này vô cùng hoảng sợ nên đã gọi người chôn lợn đi. Trong tiểu thuyết huyền thoại Dịch Kiến Chi có ghi chép về một cô gái xinh đẹp người Giang Nam 17 tuổi bị mắc bệnh nặng trở nên điên dại hoàn toàn. Người ta thường nói cô là hóa kiếp của Bạch Khởi, tướng lĩnh đại tướng quân của Tần Quốc. Vì đã sát hại quá nhiều người nên Bạch Khởi chỉ có thể tái sinh thành một người con gái đoàn mệnh. Bạch Khởi đã phải chịu nhiều ác báo khi rơi vào luân hồi và lần lượt bị đọa vào ba cõi súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Sau khi trải qua hết mọi khổ đau,
bằng toàn bộ nỗ lực, ông đã được tái sinh thành con người với cơ hội sửa đổi số mệnh. Tuy nhiên không ai ngờ rằng, vì đoản mệnh, Bạch Khởi vốn là một chiến thần kiệt xuất, nay đã trở thành một cơ thể yếu đuối, đến mức ai cũng có thể bắt nạt. Quảng Dị Ký có ghi chép lại một câu chuyện rằng, vào thời đại Vô Đường Huyền Tông, có một vị sử quan họ Vương ở Hà Nam đột nhiên qua đời. Tuy nhiên, một vài ngày sau, ông lại bất ngờ sống lại và kể cho mọi người xung quanh rằng, tại địa ngục, ông đã chứng kiến Bạch Khởi sử dụng thủ đoạn lừa đảo để lừa gạt hơn 40 vạn binh lính tại trận Trường Bình. Thiên Đế đã trừng phạt Bạch Khởi bằng cách mỗi 30 năm một lần lại cho người lấy đầu ông ta, cho đến khi hết một vạn năm mới dừng lại. Từ xưa đến nay, những kẻ tàn sát binh lính không thể tránh khỏi bất hạnh, nhất là những kẻ dùng thủ đoạn để chôn sống 40 vạn tù binh như Bạch Khởi. Mặc dù đã từng là một chiến thần lừng lẫy, nhưng vì tội lỗi quá lớn, Bạch Khởi đã phải chịu khổ chịu lụi và trở thành quái thú ở nhiều kiếp. Qua những câu chuyện trên thì theo bạn, nhân quả luân hồi có thực sự tồn tại hay không? Bạn đã từng thấy qua những câu chuyện nào? Hãy bình luận bên dưới để cho mọi người cùng biết nhé! Blogger nổi tiếng ném vỡ tượng Phật Quan Âm trong cơn tức giận, sau 3 năm mất tích đã quy y Phật giáo. Trong cơn tức giận, một blogger Trung Quốc tên là Ân Cửu Hoa đã đập phá tượng Phật Quan Âm với lý do để thách thức mọi tà ma quỷ quái và thế lực siêu nhiên. Tuy nhiên, 3 năm sau khi video này được phát hành, anh lại thành lập một hội chuyên làm việc thiện theo ý nghĩa của Phật giáo. Người từng nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng loạt video thách thức thần linh, vô thần, bài trừ tôn giáo, vì sao lại mất tích bí ẩn suốt 3 năm và thay đổi đột ngột sau khi trở lại như vậy? Điều gì đã xảy ra với anh ta? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Ân Cửu Hoa tự xưng là người có bát tự cứng nhất. Trước đây, Ân Cửu Hoa luôn tự cho mình là người đại diện cho việc chống lại mê tín dị đoan, thể hiện tư tưởng vô thần mạnh mẽ. Để phản đối việc mê tín dị đoan, anh ấy bắt đầu chơi các trò chơi tâm linh để kiểm tra tính xác thực. Thậm chí còn livestream cả quá trình thực hiện khiến người xem rất tò mò. Trong số tất cả trò chơi tâm linh lớn nhỏ, không có trò chơi nào Ân Cửu Hoa chưa từng thử qua. Càng là điều cấm kỵ, anh lại càng quyết tâm thực hiện như bút tiên, đĩa tiên, nửa đêm vừa ăn cơm vừa thắp nhang. Ban đầu những thứ này chỉ là trò chơi nhỏ vui nhộn, nhưng kể từ khi anh ta đập phá một bức tượng thần, các trang mạng lại bắt đầu dậy sóng và yêu cầu anh nói ra ngày sinh của mình. Thậm chí có một vị thầy đã ra giá 600.000 nhân dân tệ để lấy đầu của Ân Cửu Hoa. Đối với người bình thường, bút tiên quả thực là một trò chơi giải trí đơn giản và dễ thực hiện. Nhiều người trẻ tuổi không tin vào quỷ thần nhưng lại thích cảm giác mạo hiểm chắc hẳn đã từng chơi những trò chơi tâm linh như vậy. Bút tiên là một trò chơi truyền thống của người Mexico, sử dụng để triệu hồi ma quỷ, giao tiếp với thế lực tâm linh huyền bí, tương tự như trò chơi cầu cơ. Ban đầu Ân Cửu Hoa cũng chỉ là tò mò về thần tiên yêu quái, thực sự muốn tự mình thử nghiệm xem những lời đồn có thật hay không. Mặc dù ai cũng tò mò, nhưng trước những lời nhắc nhở của những người đi trước rằng không nên dễ dàng đi tìm hiểu những trò chơi ma quái như vậy. Ai cũng lo lắng một ngày nào đó, Ân Cửu Hoa sẽ tự mình chuốc lấy rắc rối. Bởi bản chất thật sự ẩn đằng sau thế lực tâm linh luôn rất đáng sợ. Nếu không có duyên thì không thể kết nối, không có nợ thì sẽ không đến. Những sự việc chỉ xảy ra khi có duyên phận kết nối chúng lại với nhau, nên nhiều người buộc phải tin vào duyên phận. Nhiều tin đồn cho rằng rất nhiều người sau khi chơi những trò chơi này bắt đầu xuất hiện những vấn đề về sức khỏe tâm lý. Nó giống như nghi thức mời thần trong văn hóa cổ xưa của các nước phương Đông. Dân gian càng tin tưởng sâu sắc vào việc này. Người xưa tin rằng những nghi lễ này có thể mời được thần linh xuất hiện, nhưng mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó. Điều gì sẽ xảy ra khi một linh hồn ma quỷ vô tình được mời tới mà không thể đuổi đi? Nếu vậy chẳng phải là dễ gây họa cho bản thân hay sao? Cuối cùng trong thế giới thẳm sâu của chúng ta đầy rẫy những điều bí ẩn và không rõ ràng. Nhiều hiện tượng siêu nhiên ngay đến khoa học cũng khó mà giải thích. Vậy nên chúng ta không thể xem thường những điều bí ẩn này. Nếu đã quyết định tham gia những trò chơi tâm linh thì hãy thận trọng và giữ thái độ tôn trọng. Bởi một hành động bất cẩn hoặc xem thường cũng có thể gây ra hậu quả không mong muốn. Vì vậy mặc dù không nên tin tưởng hoàn toàn vào những điều này, nhưng người tham gia vẫn cần giữ lòng kính sợ và cẩn trọng,
đây cũng là biện pháp tự bảo vệ bản thân. Bắt đầu xuất hiện trên video vào năm 2020, một chàng trai tên Ân Cửu Hoa mà chúng ta nhắc tới, nhanh chóng trở thành hiện tượng nổi tiếng trên mạng. Trong những video đăng tải của anh luôn có những hành động liên quan đến âm phủ, chẳng hạn như ở ngã tư uống trà hay chơi các trò chơi ma quái. Nhờ những video này, Ân Cửu Hoa đã thu hút được không ít khán giả thích xem những chuyện lạ. Thậm chí còn để mọi người chứng kiến cảnh tượng thách thức của anh đối với các thế lực siêu nhiên, như nửa đêm ăn cơm tại ngã tư với ba nén hương cắm vào bát. Sau khi Ân Cửu Hoa ăn xong, vẫn không có gì xảy ra. Hành động trên đã phá tan lời đồn đại về việc ăn cơm cho vào nửa đêm sẽ bước vào âm phủ. Video này cũng giúp anh bắt đầu nổi tiếng hơn, lượt xem nhanh chóng tăng, giúp Ân Cửu Hoa kiếm được số tiền kha khá. Càng về sau, Ân Cửu Hoa càng trở nên lộng hành, thậm chí bắt đầu động tới những vị thần. Vị thần đầu tiên anh phá hủy gây xôn xao mạng xã hội chính là Bảo Gia Tiên ở Đông Bắc, tượng Hồ Tam Thái. Truyền thuyết kể rằng Hồ Tam Thái được sinh ra sau khi Bàng Cổ khai thiên lập địa, vốn là con cáo trắng chín đuôi của nhà Hồ ở Đồ Sơn. Vì có công giúp Đại Vũ trị thủy nên được thiên đế phong chức thần tiên. Nhiệm vụ của bà là kiểm tra thiện ác trong nhân gian, thương xót phúc họa của nhân dân và bảo vệ yên bình gia đình. Sau này trong dân gian, bà Hồ Tam Thái được tôn xưng là vị Bảo Gia Tiên hàng đầu. Tuy nhiên, Ân Cửu Hoa với tư cách là một người bản địa ở Đông Bắc đã dám là người đầu tiên phá hủy pho tượng thần của địa phương để thể hiện rằng mình thật sự không tin vào quỷ thần. Sau khi video được đăng tải đã khiến dư luận bàn tán sôi nổi, không ít người ủng hộ Ân Cửu Hoa vì đã trúng lại mê tín dị đoan, nhưng cũng có người cho rằng anh ta chỉ đang làm ra những hành động lập dị để thu hút lưu lượng truy cập. Cho đến khi anh ta công khai ném vỡ tượng Phật Quan Âm, những người theo đạo bắt đầu cảm thấy phẫn nộ trước hành vi không kính trọng thần linh của Ân Cửu Hoa. Họ nói rằng anh ta sẽ bị trừng phạt vì trong lòng đa số người Trung Quốc, những vị thần Phật này vẫn rất được tôn sùng. Nhiều người còn trực tiếp hỏi về lá số tử vi của Ân Cửu Hoa trong bình luận. Chỉ vì tò mò không biết có phải vì bát tự của anh ta rất mạnh nên mới không sợ chọc giận các vị thần hay không. Ân Cửu Hoa cũng không ngại công khai lá số tử vi của mình. Tuy nhiên, không lâu sau khi Ân Cửu Hoa chia sẻ lá số tử vi của mình trên mạng, anh ta đột ngột biến mất. Ban đầu có người đồn đại rằng vì Ân Cửu Hoa quá ngông cuồng nên đã bị đánh hội đồng và không dám quay video nữa. Cũng có người nói anh bị thần linh trừng phạt. Rất nhiều lời đồn đại và suy đoán khác nhau được đưa ra khi Ân Cửu Hoa mất tích không dấu vết suốt 3 năm trên Internet. Người xưa thường nói trên đầu ba thước có thần linh, nghĩa là họ tin vào việc sự hiện diện của các vị thần ngay bên cạnh con người chúng ta. Vậy sự thật ẩn giấu phía sau sự rút lui của Ân Cửu Hoa trên Internet là gì? Kể từ khi Ân Cửu Hoa quật ngã tượng Phật Quan Âm 3 năm trước, anh cũng đột ngột ngừng cập nhật video và biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Có lẽ vào thời điểm đó, anh ấy đã bắt đầu tin vào sức mạnh siêu nhiên. Thực tế là Ân Cửu Hoa đã từng bước thay đổi suy nghĩ của mình kể từ các video trước đó. Người ta nói rằng khi Ân Cửu Hoa chơi trò thử thách bút tiên, chiếc bút đã đột nhiên rơi xuống mà không ai chạm vào. Sau đó, nhà anh cũng đột ngột bị mất điện, khiến bản thân anh cũng cảm thấy hoảng sợ. Nhiều người có nhân quả tuần hoàn, có nguyên nhân mới có quả báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Dường như Ân Cửu Hoa đã thực sự sợ hãi khi rút lui khỏi mạng xã hội suốt 3 năm. Cho đến vài tháng gần đây, một cư dân mạng phát hiện anh ấy đã đăng ký một tài khoản nhỏ tên là Liên minh Từ Thiện Cửu Hoa. Mục đích của liên minh này là phát nguyện thả 10.000 con cá, với tinh thần chúng sinh trao ta, ta trao chúng sinh. Trên video, Ân Cửu Hoa gần như thay đổi theo hướng ngược lại thời gian trước đó, khiến mọi người vô cùng khó tin. Đây là Ân Cửu Hoa vô thần của chúng ta đây sao? Ban đầu cư dân mạng nghĩ rằng anh đang muốn thu hút sự chú ý, nhưng không ngờ Ân Cửu Hoa đã thực sự hối cải, mỗi ngày đều cố gắng phóng sinh. Tất cả đều thắc mắc một người vô thần như Ân Cửu Hoa rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Có tin đồn rằng một điều gì đó vô cùng tồi tệ đã xảy ra với Ân Cửu Hoa và gia đình, khiến bản thân anh trở nên lo lắng như vậy. Vì vậy anh không chỉ xóa video trên các nền tảng mạng, mà còn đích thân đến núi Cửu Hoa chân thành sám hối trước Địa Tạng Vương Bồ Tát, phát nguyện phóng sinh 10.000 sinh linh. Những gì đã xảy ra với Ân Cửu Hoa chưa có nhiều thông tin xác nhận rõ ràng. Tuy nhiên trước sự thay đổi lớn này, mọi người đều tin rằng có thể anh ấy đã thực sự chứng kiến được điều gì đó. Có thể là đại nạn đáng sợ hoặc tỉnh thức giác ngộ.
Vì vậy mà tâm hồn mới thay đổi lớn như vậy. Sau sự cố blogger Ấn Tiểu Hoa, Tâm Linh Cuộc Sống muốn khuyên mọi người rằng chúng ta có thể không tin vào thần Phật nhưng vẫn phải giữ lòng kính trọng họ, bởi họ chính là niềm tin duy nhất để con người có thể nhìn nhận lại bản thân và sống tốt hơn. Tại sao con người có thể đoán trước được ngày chết của chính mình? Những người sống sót sau vụ cháy Thiên Tân có phải đã được Diêm Vương gọi tên trong sổ sinh tử? Bạn có tin vào vận mệnh sinh tử hay không? Có một người đàn ông trẻ tuổi ở Hồ Nam, Trung Quốc tiên đoán rằng mình sẽ chết trong vài ngày. Và đúng là anh ta đã qua đời một cách đầy bí ẩn. Thậm chí cách anh qua đời cũng trùng khớp với những gì bản thân đã nói trước đó. Có người cho rằng người đàn ông ấy có thể đã nhìn thấy danh sách của âm phủ. Phải chăng quyển sổ sinh tử thật sự tồn tại? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Sinh tử có phải là vận mệnh? Có một câu chuyện xảy ra ở xã Dĩnh Tự, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Nhân vật chính là một người đàn ông tên Dư Đức Thanh, 43 tuổi, đang trong độ tuổi sung sức. Công việc của anh ta là đi làm công trường để nuôi sống gia đình. Một ngày nọ, Dư Đức Thanh trở về nhà trong trạng thái hoang mang, lo lắng và nói rằng bản thân mình sắp qua đời. Gia đình thấy Dư Đức Thanh rất căng thẳng, không giống như đang đùa. Họ hỏi anh lý do, nhưng Dư Đức Thanh không nói gì cả. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng vợ anh là Tiêu Nguyệt Minh nhận thấy hành vi của chồng bỗng trở nên rất kỳ lạ. Anh thường xuyên trốn trong góc túi run rẩy cả người. Mỗi khi nghe thấy tiếng động lạ thì la hét hoảng sợ như thể đang trốn tránh điều gì đó. Nguyệt Minh thấy vậy thì khóa cửa lại để Đức Thanh cảm thấy an toàn hơn. Sau khi khóa cửa lại, Dư Đức Thanh thở yên lặng một lúc, nhưng rồi lại trở nên hoảng loạn, liên tục đập vào ổ khóa, phá tung cửa và chạy ra ngoài. Phải mất một lúc sau, gia đình mới kéo được anh trở lại. Lúc này tất cả mọi người đều hoang mang, không hiểu tại sao Dư Đức Thanh, một người vẫn khỏe mạnh lại bất chợt trở nên như vậy. Trải qua nhiều lần hỏi han, cuối cùng anh cũng tiết lộ bí mật. Bản thân đang sợ hãi vì anh đã nhìn thấy người hàng xóm tên Dịch Trấn Lâm dùng gậy đánh chết mình. Mặc dù đã biết lý do, nhưng gia đình vẫn cảm thấy khó hiểu, bởi Dịch Trấn Lâm là hàng xóm của họ, mối quan hệ giữa hai gia đình cũng không tệ. Vậy thì tại sao Dư Đức Thanh lại nói Dịch Trấn Lâm sẽ dùng gậy sát hại mình? Thậm chí còn mô tả rất chi tiết cảnh tượng xảy ra. Trong lúc mọi người đang băn khoăn, Dư Đức Thanh đột nhiên hét lên rằng muốn mang 1 vạn nhân dân tệ đến xin lỗi Dịch Trấn Lâm, hy vọng anh ấy sẽ tha cho mình. Tiêu Nguyệt Minh nghĩ chắc chắn phải có chuyện bí mật ở đây, và sau nhiều lần hỏi han cô mới biết được rằng chồng mình và Dịch Trấn Lâm có một xung đột nhỏ về việc lấy sỏi đá để tu sửa đường. Vậy nên Tiêu Nguyệt Minh đến nhà Dịch Trấn Lâm ở làng bên để nói chuyện về vụ việc. Nhưng anh ta cũng rất ngạc nhiên vì bản thân hoàn toàn không để ý đến vấn đề này, cũng không hiểu tại sao Dư Đức Thanh lại sợ hãi như vậy. Sau khi về nhà, Tiêu Nguyệt Minh nói cho chồng biết cô đã giải quyết vấn đề, nên Dư Đức Thanh cũng an tâm rằng mọi chuyện đã qua đi. Tuy nhiên, vào một buổi tối, Dư Đức Thanh đột nhiên tỉnh dậy và cầm gậy chạy đến nhà hàng xóm khác. Mặc dù anh ta chỉ đứng đó giơ gậy, không thật sự làm tổn thương ai, nhưng cũng làm cho hàng xóm hoảng sợ. Khi Nguyệt Minh đến, cô phải tốn rất nhiều sức lực mới đưa được chồng về nhà. Dư Đức Thanh khi về đến nhà cũng nói rằng anh ấy đã ổn rồi, sẽ không chạy lung tung nữa. Nguyệt Minh lúc ấy mới yên tâm đi ngủ, nhưng không ngờ rằng chỉ ít phút sau, cô lại nghe thấy tiếng động. Khi ngồi dậy, chồng lại không thấy đâu nữa. Lần này, cô tìm thấy Dư Đức Thanh ở nhà Dịch Trấn Lâm, nhưng gia đình Dịch Trấn Lâm cũng đang vô cùng hỗn loạn. Tiêu Nguyệt Minh nhanh chóng muốn đưa chồng về nhà, dự định sáng hôm sau sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng không ngờ rằng, trước khi ra khỏi cửa, Dư Đức Thanh đã ngã xuống và thực sự qua đời. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, dự đoán về sự ra đi của bản thân đã thực sự xảy ra. Tại sao có người có thể dự đoán trước về cái chết của mình? Điều kỳ lạ là trên toàn thế giới từ xưa đến nay vẫn thường xảy ra những hiện tượng như vậy. Ngay cả một nhà khoa học hàng đầu ở phương Tây cũng đã từng dự đoán chính xác về thời điểm qua đời của mình. Nhưng tất cả nguyên nhân không phải là do tự sát. Bí ẩn của việc đoán trước ngày qua đời. Như chúng ta vừa nhắc đến ở đầu video, về dự đoán của Dư Đức Thanh, kết quả giám định cho thấy nguyên nhân dẫn đến sự qua đời của anh chính là tổn thương mạnh phía sau đầu.
Gia đình của Dịch Chấn Lâm cho biết, sau khi đập cửa, Dương Đức Thanh đã lao vào tấn công họ một cách điên cuồng, sau đó tự ngã và va vào góc tường. Sự qua đời kỳ lạ của Dương Đức Thanh đã trở thành một câu chuyện lan truyền rộng rãi trong thị trấn. Theo giải thích của y học, anh đã mắc một chứng bệnh gọi là ảo tưởng bị bức hại, nhưng không ai tin vào điều đó. Có người cho rằng anh bị ma ám, cũng có người nghĩ rằng Dương Đức Thanh có thể đã nhìn thấy cuốn sổ sinh tử nên mới dự đoán chính xác về sự qua đời của mình. Rõ ràng cách nói sau này quá thần bí và toàn bộ câu chuyện xảy ra có thể là do bản thân anh tự điều khiển. Tuy nhiên trong lịch sử thế giới, việc dự đoán chính xác về cái chết của mình cũng đã từng xảy ra. Vào thế kỷ 18, nhà khoa học thiên tài Swedenborg, người Thụy Điển, là một người đã tiên đoán chính xác thời gian qua đời của mình. Swedenborg là một tài năng toàn diện trong lịch sử, đã có đóng góp lớn cho nhiều lĩnh vực. Thế nhưng vào giai đoạn trung niên, Swedenborg đột ngột từ bỏ khoa học, chuyển sang nghiên cứu thần học, làm cho mọi người cảm thấy rất bất ngờ. Sau vài thập kỷ nghiên cứu, Swedenborg tuyên bố mình có thể nhìn thấy thiên đàng và thế giới tâm linh. Ông còn xuất bản cuốn sách Thiên đàng và địa ngục. Vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng Swedenborg đang gặp vấn đề về tinh thần, nhưng một số sự kiện xảy ra đã làm cho họ tin rằng Swedenborg có thể thực sự sở hữu khả năng đặc biệt. Vào một ngày tháng 7 năm 1759, Swedenborg đến chơi nhà một người bạn ở Gothenburg. Khi mọi người đang ăn tối, ông đột nhiên nói với mọi người rằng Stockholm đang cháy lớn và ngọn lửa sắp lan đến gần nhà ông. Sau khi nghe điều này, những người có mặt tại buổi tiệc đều cảm thấy Swedenborg chỉ đang đùa. Nhưng vài ngày sau, tin về vụ cháy lớn ở Stockholm được truyền đến. Lúc này mọi người mới bắt đầu tin rằng Swedenborg thực sự có khả năng kỳ diệu. Một ví dụ khác là vào năm 1772, Swedenborg viết thư cho một linh mục người Anh tên là Scotley. Trong thư ông nói, "Tôi biết bạn thực sự muốn gặp tôi cũng muốn gặp bạn, liệu chúng ta có nên gặp nhau không?" Sau khi nhận được bức thư, Scotley cảm thấy rất bất ngờ bởi ông ấy thực sự rất muốn gặp Swedenborg nhưng chưa từng nói với ai về việc này. Làm sao Swedenborg lại biết được? Scotley lập tức trả lời rằng vào tháng 6, ông tình cờ có một chuyến đi đến thành phố nơi Swedenborg sinh sống và họ có thể gặp mặt. Tuy nhiên, Swedenborg lại nói rằng lúc đó đã quá muộn vì ông sẽ chính thức rời khỏi thế gian vào ngày 29 tháng 3. Scotley không tin điều này, nhưng thật bất ngờ là Swedenborg đã thực sự qua đời vào ngày 29 tháng 3. Người hầu của ông cũng xác nhận rằng chủ nhân đã tiên đoán được ngày giờ ra đi của mình. Ngoài Swedenborg, trong lịch sử thế giới cũng có những ghi chép về việc một người tiên đoán được sự qua đời của mình, thậm chí cả những vụ tử vong của một nhóm. Liệu sự sống và cái chết của con người có phải đã được định sẵn và tại sao lại có người có thể tiên đoán được ngày giờ ra đi của mình? Sổ quỷ. Trong năm quang tự đầu tiên của Trung Quốc, một đợt hạn hán lớn kéo dài nhiều năm đã xảy ra, được gọi là nạn Đinh Mậu. Đây được xem là một thảm họa lớn chưa từng thấy trong nhiều thế kỷ của lịch sử Trung Quốc đến thời điểm bấy giờ, khiến hàng triệu người bỏ mạng cùng hàng chục triệu người phải lang thang không nơi nương tựa. Trong thành Thiên Tân, chính phủ đã lập ra các công xưởng cứu trợ, nuôi dưỡng phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên vào một đêm, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại công xưởng, cháy lớn và lan nhanh khiến hơn 2.000 người thiệt mạng. Chỉ còn khoảng 300-400 người may mắn thoát nạn. Những người sống sót mô tả rằng trước khi hỏa hoạn xảy ra, họ đã nghe thấy tiếng gọi tên và nghĩ rằng có lẽ chính phủ đến phát áo ấm và thức ăn, nhưng khi ra ngoài thì không thấy bóng dáng ai. Ngay sau đó, thảm họa đã ập đến khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Một lời đồn dân gian rằng có thể việc gọi tên lúc bấy giờ thực sự tồn tại. Tuy nhiên, người gọi tên có lẽ không phải là những người thuộc chính phủ mà là quỷ sứ. Họ căn cứ vào sổ quỷ để đưa những người đã được định sẵn phải chết. Nói đến sổ quỷ, nhiều người có thể nghĩ đến sổ sinh tử trong Tây Du Ký, nơi ghi lại thời gian sinh và tử của con người. Sổ quỷ và sổ sống chết cũng có điểm tương đồng, chỉ khác là sổ quỷ dùng để tiện cho quỷ sai đến để bắt người. Vậy nếu thực sự có sổ quỷ, thì danh sách này được lập theo tiêu chí nào? Chẳng hạn như với vụ hỏa hoạn tại công xưởng cứu trợ mà chúng ta vừa nhắc đến. Trong số hơn 1.000 người thì hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đa số họ đều chưa từng làm điều ác. Vậy tại sao lại gặp phải thảm họa kinh hoàng như vậy?
có một câu chuyện trong giác viên bút ký có thể cho chúng ta một số gợi ý về vấn đề trên. Vào cuối triều Thanh, tại Ninh Viễn Phủ có một vị quan liêm khiết tên Ngưu Thụ Mai, được người dân địa phương vô cùng yêu mến. Một ngày nọ, tại địa phương xảy ra động đất khiến vô số dân chúng tử vong, trong đó có người con trai yêu quý của Ngưu Tri Phủ. Ông vô cùng phẫn nộ trước cảnh tượng thảm khốc nên đã viết bài để chất vấn các vị thần ở âm phủ. Muốn hỏi tại sao các vị thần lại giáng họa như vậy mà không bảo vệ dân chúng trong thành. Phải chăng dân chúng trong thành đều là người ác? Thậm chí ông đã suốt đời vì dân vì nước, chưa từng làm điều gì xấu, tại sao vẫn phải gánh chịu tai họa? Vậy thì làm sao con người có thể tin vào thần linh? Sự phẫn nộ của Ngưu Tri Phủ chỉ là một hành động bộc phát, nhưng đêm đó ông lại thực sự mơ thấy Thành Hoàng Thần. Thành Hoàng Thần giải thích rằng toàn bộ người dân trong thành bị tai họa thảm khốc như vậy đều là do họ đã tích tụ nhiều tội nghiệt. Phần lớn người trong thành đều là những kẻ có tội. Âm ty đã phải mất gần 10 năm để sắp xếp những người có tội cùng với nhau. Những người vô tội tự nhiên sẽ sống sót qua trận động đất. Tuy nhiên, còn những người bề ngoài tốt lành nhưng cũng gặp phải tai ương. Đó là do họ phải trả giá cho những tội lỗi từ kiếp trước. Thậm chí cả Ngưu Tri Phủ cũng đã tích lũy quá nhiều tội lỗi trong kiếp trước. Nếu không phải nhờ công đức đời này thì cũng không chỉ bị thương ở mắt cá chân. Lúc này, Ngưu Tri Phủ mới hiểu rằng đó chính là quy luật nhân quả trên thế gian. Nếu đời này không trả thì kiếp sau họ vẫn sẽ mang nhiều tội nghiệt. Tất cả những câu chuyện chúng tôi vừa mang đến đều có thêm những yếu tố dân gian chưa được chứng minh bởi khoa học. Điều duy nhất có thể khẳng định là những dấu hiệu cảnh báo liên quan đến sự sống đều xuất phát từ chính cơ thể mình. Khi có vấn đề về sức khỏe, cơ thể sẽ phát tín hiệu cảnh báo. So với những lời giải thích mang tính thuyết pháp thì phản hồi từ cơ thể rõ ràng là chân thực và đáng tin cậy hơn. Bạn nghĩ sao về việc một người có thể tiên đoán được thời điểm bản thân qua đời? Xung quanh bạn có xảy ra sự việc nào tương tự hay chưa? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Sự cố trường trung học Ôn Châu năm 1992. 44 học sinh đuối nước oan quay lại trường học. Ngày 3 tháng 4 năm 1992, một sự kiện siêu nhiên đã xảy ra tại trường trung học số 6 Ôn Châu. Cả lớp tổng cộng 48 học sinh cùng đi dã ngoại, nhưng có đến 44 người không may mắn qua đời. Kể từ đó, ngôi trường này luôn xảy ra nhiều hiện tượng lạ. Một người bảo vệ đã tận mắt chứng kiến những chuyện không hay xảy ra, nhưng sau đó ông ấy cũng qua đời một cách kỳ lạ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những hiện tượng siêu nhiên này. Ở đây chúng tôi đã tổng hợp những thông tin liên quan, hy vọng các bạn có thể hoan hỉ đón nhận những điều mà chúng tôi chia sẻ. Vụ tai nạn mang nhiều bí ẩn khác thường. Năm 2013, trên trang web của trường trung học số 6 Ôn Châu có một bài viết được cho là người thân của những học sinh đã mất trong vụ tai nạn năm 1992, kể về những hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Tuy nhiên, bài viết này đã bị chặn bởi ban giám hiệu nhà trường vì cho rằng đây là những lời bịa đặt. Đến nay có rất ít người biết rõ về vụ tai nạn năm đó. Nhưng nếu muốn biết, bạn có thể tìm lại một người địa phương trên đường. Họ sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về vụ tai nạn khiến 44 em học sinh phải ra đi ở lứa tuổi đẹp nhất. Chuyện xảy ra vào năm 1992, trường số 6 Ôn Châu có hoạt động ngoại khóa cho học sinh đi dã ngoại để giảm bớt áp lực học tập. Vào thời điểm đó, một lớp 48 học sinh lên một chuyến xe để đi cắm trại tại một quận khác ở địa phương. Sau khi trở về vào buổi chiều, lúc các bạn đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ những điều thú vị đã làm ngày hôm nay thì bất ngờ tài xế bị lạc tay lái. Chiếc xe leo qua thành cầu và rơi thẳng xuống sông Ôn Châu. Một số người dân nơi đây nhìn thấy đã ngay lập tức gọi cứu hộ, nhưng khi họ đến thì đã quá muộn. Chỉ có 4 người trong tổng số 48 học sinh và giáo viên trên xe được cứu sống. Những người còn lại chỉ còn là cái xác không hồn. Một trong những nữ sinh sống sót sau khi tỉnh lại tại hiện trường đã không ngừng hét lên rằng có ai đó ở dưới nước nắm lấy chân không cho cô bơi lên và bảo rằng mọi người đừng nên xuống sông nữa vì ở dưới đó có ma. Có vẻ như thấy mọi người chưa tin, cô tiếp tục ngồi dậy chạy đến bờ sông hét lớn với nhân viên cứu hộ rằng hãy mau lên bờ, nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại. Khi toàn bộ hoạt động tìm kiếm cứu hộ hoàn thành, sự việc kỳ lạ mà cô nữ sinh này nói không hề xảy ra. Họ suy đoán rằng có thể là do quá sợ hãi vì suýt mất mạng nên cô ấy đã không kiểm soát được lời nói và hành động. Vụ tai nạn này đã gây chấn động lớn vào thời điểm đó. Văn phòng giáo dục trường trung học cơ sở Ôn Châu cũng phải chịu ảnh hưởng lớn.
tất cả các hoạt động ngoại khóa đều bị hủy bỏ. Bốn học sinh sống sót đã được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng vẫn còn những tổn thương nghiêm trọng về tâm lý. Tuy nhiên, sự việc này vẫn chưa kết thúc. Vào ngày đầu tiên sau khi bốn học sinh sống sót trở lại trường học, cô nữ sinh từng la hét tại hiện trường nhớ lại hành trình trở về trường học vào lúc 3 giờ chiều. Lúc này, cô ngồi hàng ghế đầu của xe bên cạnh bác tài xế. Khi xe họ chuẩn bị đi đến hồ chứa nước, cô bỗng dưng quay sang nhìn thấy bác tài xế vẻ mặt nặng trĩu, nhưng không nghĩ nhiều vì có thể chỉ do ông ấy hơi mệt. Nhưng khi vừa lên cầu, bác tài đột nhiên vặn vẹo khuôn mặt, thấp giọng cười nói. Mọi người trên xe chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã lao thẳng xuống hồ. Do đã được học kỹ năng bơi ở trường, cô gái sau khi rơi xuống nước đã bình tĩnh bơi ngược lên, nhưng cô luôn cảm giác có một lực kéo vô cùng mạnh mẽ bắt đầu kéo cơ thể của mình xuống nước. Bản năng sinh tồn đã khiến cô vùng vẫy mạnh, cuối cùng thoát được và được nhân viên cứu hộ giải cứu. Để xác nhận lời nữ sinh này đã kể, một số phóng viên đã đến hiện trường và hỏi dân làng gần đó và nhận được câu trả lời rất bất ngờ. Sau khi dân làng nghe họ tường thuật lại lời kể của nữ sinh thì không có vẻ gì bất ngờ, bởi hồ chứa nước này từng có sự cố tương tự xảy ra. Dòng sông là nơi hội tụ âm khí của những linh hồn đã mất ở đây. Họ đã chịu đựng cái lạnh từ lòng sông và rất muốn thoát khỏi nơi này. Vì thế, những linh hồn này bắt đầu tìm kiếm người thay thế phù hợp. Khi những học sinh rơi xuống nước, có thể đã bị linh hồn níu kéo khiến họ không thể bơi lên bờ. Hơn nữa, nữ sinh thoát nạn đã khẳng định những người kéo cô xuống đều không phải là bạn học, bởi vì lực kéo của họ cực kỳ lớn, không giống với sức kéo của mấy đứa trẻ 15-16 tuổi. Càng không bàn tới chuyện khi đó họ bị áp lực cản trở do đang ở dưới nước. Khi mọi người còn đang chưa hiểu được những bí ẩn này thì một chuyện kỳ lạ lại xảy ra khiến tất cả vô cùng hoang mang lo sợ. Những linh hồn đã mất trở về trường sau 7 ngày. Sau giờ học vào ngày thứ 7 xảy ra tai nạn thương tâm này, người bảo vệ đang đi tuần tra trên lớp thứ 3 thì phát hiện một lớp học vẫn còn sáng đèn. Điều này khiến ông rất phân vân, bởi mỗi đêm ông đều sẽ tắt hết công tắc điện của tòa nhà giảng dạy. Một căn phòng không có điện thì lấy đâu ra ánh sáng. Ông thử cầm đèn pin lên kiểm tra thì phát hiện đây là lớp học vừa mới xảy ra tai nạn. Thử nhìn qua cửa sổ, ông đều thấy những gương mặt thân quen đã mất đang ngồi học nghiêm túc. Nhưng ai nấy từ đầu đến chân đều bị ướt, nước nhỏ từng giọt xuống sàn. Vị giáo viên trên bục giảng trước mặt cũng là người rơi xuống nước cùng những học sinh. Tất cả họ đều trở lại học tại ngôi trường này trong 7 đêm đầu tiên. Khi nhớ rằng đây là đêm thứ 7, theo truyền thuyết, đây sẽ là ngày linh hồn người mất được quay trở lại. Ông cảm thấy ớn lạnh sống lưng và ngã quỵ trên mặt đất. Khi nghe âm thanh từ cú ngã, những học sinh đột nhiên quay ra nhìn ông và nở nụ cười quỷ dị. Sau đó từng người đứng lên như muốn đi về phía ông ấy. Ông lấy hết sức đứng dậy, chạy vội về phòng gác, cả đêm không dám nhắm mắt vì sợ họ tìm đến. Sáng hôm sau, người bảo vệ này vội vàng thông báo cho ban giám hiệu, nhưng nhà trường cho rằng chuyện này thật nhảm nhí, còn phê bình ông ấy mê tín dị đoan và đề xuất thêm một nhân sự bảo vệ vào ca đêm. Đến vào rạng sáng hôm sau, có người phát hiện ông bảo vệ đã treo cổ trên một cột bóng rổ, biểu cảm gương mặt méo mó vặn vẹo. Hơn nữa, sân bóng rổ nằm tách biệt hoàn toàn với khu lớp học, lại được khóa bằng một tấm cửa sắt kiên cố. Người cầm chìa khóa là giáo viên thể dục, ông bảo vệ không có cách nào để mở cửa vào được. Nhưng đây được xác định không phải là một vụ tự tử, vì khi cảnh sát tới hiện trường điều tra thì không phát hiện thấy có dấu vết nào chứng tỏ ông ấy đã trèo cổng vào sân hết. Hiệu trưởng nhà trường đã sai người mở cửa lớp thứ 3 thì phát hiện bàn ghế được sắp xếp rất ngay ngắn. Mỗi chỗ ngồi, dưới sàn còn có một vũng nước lớn, cảnh tượng chính xác như những gì người bảo vệ mô tả. Mọi người sợ hãi đến mức vội vã rời khỏi lớp học. Học sinh trong trường đều truyền tai nhau rằng ông ấy bị những linh hồn kia sát hại. Vụ án này cuối cùng bị bỏ ngỏ. Một số học sinh khi tham dự tiết tự học buổi tối về còn phát hiện lớp học đó vẫn sáng đèn. Chẳng bao lâu, một đồn 10, 10 đồn trăm, tin này đã lan ra khắp nơi. Nhà trường đã quyết định hủy bỏ tiết tự học buổi tối cho học sinh về nhà sớm. Sự kiện chỉ tạm lắng khi nhà trường quyết định đổi tên thành trường thực nghiệm Ôn Châu. Sự kiện lớp học ma trường trung học cơ sở Ôn Châu từng gây chấn động cả nước. Tâm linh cuộc sống một lần nữa muốn nói với mọi người. Đối với những hiện tượng siêu nhiên, có thể có người nghĩ là bịa, là truyền tải vấn đề tâm linh một cách mù quáng. Nhưng chúng ta phải công nhận, có quá nhiều sự kiện diễn ra không hề giống khoa học mà chúng ta từng biết. Đối với những chia sẻ của chúng tôi, mong rằng những điều này mang lại tâm lý tích cực cho bạn. Vui vui vẻ vẻ đón nhận chúng. Bạn nghĩ gì về sự kiện tại ngôi trường này? Hãy để lại bình luận của mình dưới video nhé! Tòa tháp ma, cất giấu xác chết của quỷ Nhật Bản. Tượng Quan Âm cũng không thể trấn áp. Trong thị trấn Công Chúa Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, có một tòa nhà đã bỏ hoang suốt 30 năm, nhưng không ai dám vào. Người ta nói rằng nơi đây thường xuyên xảy ra những sự kiện kỳ quái.
thậm chí cả thiên sư trung quỷ hay Đức Phật Quan Âm cũng không thể trấn áp những linh hồn tà ác tại đó. Vậy những tin đồn về tòa nhà bỏ hoang này có phải sự thật hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Tòa nhà hình tròn này được gọi là Tòa nhà Ma Ám Công Chúa Lĩnh, một trong 10 tòa nhà ma ám nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Nó nằm ở phía bắc ga xe lửa Công Chúa Lĩnh, phía đông giao lộ khu vực Hợp Tùng Hoa Viên trên đường Đông Trấn Hoa, phía tây chợ Đất Hoàng. Phần nền tòa nhà hình vuông được bao quanh bởi tường sắt. Phía nam và phía tây giáp đường phố, phía đông thông với nhà riêng và phía bắc là một sân nhỏ. Tòa nhà có tổng cộng 17 tầng. Bề ngoài hình tròn của tòa nhà ma ám được bao quanh bởi những tấm kính lớn. Do bị bỏ hoang nhiều năm dẫn đến hạ tầng xuống cấp, để tránh việc kính rơi gây thương tích cho người đi đường nên bức tường kính đã được tháo bỏ. Vào những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, đây từng là địa điểm giải trí lớn nhất ở Cát Lâm, với thiết kế ngoại hình mới lạ và phong cách, thậm chí một thời được xem như biểu tượng kiến trúc của Công Chúa Lĩnh. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tin đồn về những hiện tượng siêu nhiên tại đây bắt đầu lan truyền. Và rồi, một tòa nhà được nhiều người kỳ vọng đã trở thành tòa nhà ma ám nổi tiếng xa gần. Để trấn áp tà ma, một bức tượng Phật Quan Âm cao hơn 3 mét đã được đặt ngay trước tòa nhà. Người ta nói rằng vị trí này trước đây đã đặt thiên sư trung quỷ, nhưng ngài cũng không thể trấn áp nổi tà ma, nên cuối cùng họ đã phải thay thế bằng tượng Phật Quan Âm. Liệu tòa nhà này có thực sự ma quái như những lời đồn thổi, và điều gì đã xảy ra bên trong? Ban đầu tòa nhà này được thiết kế có 7 tầng hầm và 18 tầng trên mặt đất, nhưng sau đó vì sự cố không ngừng xảy ra, cuối cùng chỉ có 17 tầng được xây dựng. Mọi sự việc kỳ quái bắt đầu từ việc một công nhân rơi từ tầng cao xuống. Vào mùa đông ở Cát Lâm, trời sẽ tối rất nhanh, có khi khoảng 5 giờ chiều thì đã tối. Khi một số công nhân chuẩn bị kết thúc ngày làm việc để ăn tối, đột nhiên từ công trường truyền đến âm thanh kỳ lạ, vang vọng từ đâu không rõ. Nhưng họ chắc chắn rằng đó không phải là tiếng gió. Lúc này, họ bỗng nhớ đến những lời kể của những công nhân lớn tuổi trước đây. Đây là nơi chôn cất những người lính Nhật bại trận. Vì không chấp nhận thất bại, họ đã tự sát tập thể ở đây. Vì vậy, nơi đây đã được bỏ hoang từ rất lâu, trước khi có một người mua với giá rất thấp. Mặc dù câu chuyện có vẻ huyền bí, nhưng với số lượng công nhân nhiều như vậy, tiếng ngáy khi ngủ còn ồn ào hơn cả những âm thanh lạ. Vài công nhân bình tĩnh hơn một chút đã quyết định đi kiểm tra tình hình ở trên tầng. Nhưng lần nào cũng vậy, khi lên đến nơi, họ lại chứng kiến được nhiều hình ảnh còn kỳ dị hơn. Vì ngôi nhà ma ở công viên Công Chúa Lĩnh, Cát Lâm, được mọi người cho là nơi chôn cất của những người lính Nhật bại trận, nhiều người đã qua đời một cách bí ẩn ở đây. Và thậm chí, Phật Quan Âm cũng không thể trấn áp những ác linh này. Liệu căn nhà ma này có điều gì không bình thường? Vào thời điểm đó, chân công trường có nhiều vật liệu xây dựng, một số người nhặt rác sẽ lén lút đến đây vào ban đêm để lấy. Việc vật liệu bị lấy đi không quan trọng, họ chỉ sợ những người nhặt rác vô tình bị ngã sẽ rất rắc rối. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, mỗi ngày phải có 2 người ở đây canh gác. Đây thực sự là một công việc khó khăn, nên người trực ca sẽ chỉ tuần tra một vòng để lấy lệ. Một đêm sau khi tan làm, chỉ còn lại Tiểu Vương và Tiểu Chiêu canh gác. Sau khi tuần tra, hai người đã lén uống một chút rượu. Vừa ngồi xuống thì nghe thấy một âm thanh lớn khiến hai người họ vô cùng hoảng sợ. Hóa ra là một tấm ván rơi từ trên lầu xuống. Ai đã lén trèo vào đó giữa đêm? Tiểu Vương gọi lớn mấy tiếng nhưng không có ai đáp lại. Vì vậy hai người họ đã lên tầng trên xem, nhưng mãi cho đến tầng 8 vẫn không thấy bóng người. Tiểu Vương cho rằng có lẽ tấm ván bị gió thổi xuống nên chuẩn bị xuống tiếp tục uống rượu. Nhưng Tiểu Chiêu bỗng nhiên đứng im. Khi đồng đội chưa kịp phản ứng gì thì Tiểu Chiêu đột ngột nhảy từ trên xuống, toàn bộ người bị sắt đâm xuyên qua, mất mạng tại chỗ. Vụ việc trên sau đó được xem như một tai nạn, vì nhiều người cho rằng cả hai đều uống khá nhiều rượu, vì Tiểu Chiêu say quá mà trượt chân rơi xuống. Tuy nhiên, Tiểu Vương lại không nghĩ như vậy. Anh ấy biết rõ khả năng uống rượu của Tiểu Chiêu. Ngày đó cả hai lại không uống nhiều. Vì không muốn gây thêm rắc rối nữa, Tiểu Vương đã chọn cách im lặng và vụ việc ấy dần bị lãng quên. Tuy nhiên, điều không ai ngờ đến là khi tòa nhà đã xây đến tầng thứ 18, thì tai nạn khác lại xảy ra. Một công nhân đang kéo thanh sắt lên bằng dây thì dây bị đứt đột ngột.
thanh sắt rơi từ trên cao xuống, đâm vào người, khiến công nhân đó mất mạng tại chỗ. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức nhiều người không dám nhìn thẳng. Ngoài ra còn có một vài công nhân khác bị thương nặng. Vì vụ tai nạn này quá lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, tòa nhà buộc phải hoàn thiện khi mới xây đến tầng 17. Sau nhiều tai nạn, chủ đầu tư cuối cùng nhận ra rằng nơi đây có vấn đề. Vì thế, dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy phong thủy, họ đã xây thêm một bậc thang bên ngoài tầng 14. Trên đó đặt tượng thần Trung Quỳ. Sau đó tòa nhà được đưa vào sử dụng một cách thuận lợi với các dịch vụ chính như khách sạn, nhà hàng, spa, massage, KTV và nhiều hoạt động khác. Nơi đây nhanh chóng trở thành địa điểm giải trí lớn nhất tại Công Chúa Lĩnh vào thời điểm đó. Vậy thì vì sao nơi đây lại trở thành một tòa nhà ma? Một tòa nhà ở Công Chúa Lĩnh, tỉnh Cát Lâm với nhiều sự kiện siêu nhiên liên tục xảy ra. Liệu rằng có thực sự là ma quỷ đang gây rối tại nơi chôn cất của những người lính Nhật tử trận? Ngay từ khi bắt đầu đưa vào sử dụng, tòa nhà ma này kinh doanh phát đạt, không có gì bất thường. Nhưng dần dần xảy ra nhiều sự việc kỳ lạ. Nhân viên phục vụ thường nghe thấy những âm thanh kỳ quái trong phòng riêng, như tiếng nước chảy, tiếng khóc lóc không rõ nguồn gốc, tiếng nói và tiếng gió kỳ lạ. Những sự việc kỳ quái lan truyền và dần trở nên kỳ dị hơn. Rồi một đêm, hai nhân viên phục vụ cùng một bảo vệ đã rơi từ tầng 8 xuống và tử vong. Điều này khiến mọi người nhớ lại về tai nạn trước đó đã xảy ra với những người công nhân. Tất cả nhân viên phục vụ tại đây đều lập tức cảm thấy lo lắng và nghĩ đến việc từ chức rời đi, khiến ông chủ cũng bắt đầu khó chịu. Nhưng trước khi sự việc được giải quyết thì vài ngày sau đó, một vị khách đang tắm thì vô tình ngã xuống cạnh bồn tắm và mất mạng. Cũng vào ngày hôm đó, tượng Trung Quỳ phía trước tòa nhà cũng bị đổ không rõ nguyên nhân. Những người điều hành tối cao của khu vực đã bắt đầu hoảng sợ và không dám trì hoãn nữa. Họ nhanh chóng tìm một thầy phong thủy có kinh nghiệm đến xem xét. Sau khi quan sát toàn bộ tòa nhà, thầy phong thủy nói, bởi vì Trung Quỳ là một vị thần dân gian Trung Quốc nên không thể trấn áp được ma quỷ nước ngoài. Trong khi Quan Âm Bồ Tát có thần lực rộng lớn, không quan trọng là linh hồn oan khuất từ bất kỳ quốc gia nào cũng có thể trấn áp được. Để bảo vệ cho việc kinh doanh của mình, nhà lãnh đạo đã lắng nghe lời khuyên của thầy phong thủy và đặt tượng Quan Âm thay thế vị trí của tượng Trung Quỳ ban đầu. Sau đó tòa nhà lớn không còn xảy ra sự kiện siêu nhiên nữa, nhưng tình hình kinh doanh đột nhiên xuống dốc. Ông chủ vì không thể trả nợ đã bị buộc phải ngồi tù. Căn nhà ma cũng đã được bán đấu giá với giá thấp. Người chủ mới không tin vào điều siêu nhiên nên muốn cải tạo lại ngôi nhà này. Nhưng khi bắt đầu, một công nhân đã gặp tai nạn thương tâm và tử vong. Từ đó tòa nhà đã bị bỏ hoang hoàn toàn. Cùng với tình hình kinh doanh trở nên ảm đạm, hầu hết người dân xung quanh đều không muốn sống ở đây, khiến nơi đây càng ngày càng trở nên hoang vắng. Cho đến hiện tại, tòa nhà ma Công Chúa Lĩnh đã bị bỏ hoang hơn 30 năm. Bạn có nghĩ truyền thuyết về tòa nhà ma ở Công Chúa Lĩnh là có thật? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Ngôi chùa cổ kỳ lạ ở Phúc Kiến. Khách hành hương được các vị thần đưa ra lời chỉ dẫn trong mơ để thực hiện ước nguyện. Ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc có một ngôi chùa cổ kỳ lạ. Theo truyền thuyết, chỉ cần đến đây thắp một nén nhang, bạn sẽ được các vị thần hướng dẫn trong mơ và mọi ước nguyện của bạn sẽ thành hiện thực. Không chỉ là thăng chức, kiếm tiền mà thậm chí còn có thể được hồi sinh. Các chuyên gia đã nghiên cứu ngôi chùa này suốt nhiều năm nhưng vẫn không thể giải thích những hiện tượng kỳ lạ xảy ra tại đây. Liệu ngôi chùa cổ này có thực sự linh nghiệm như vậy hay không? Khoa học sẽ giải thích điều này như thế nào? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Ngôi chùa cổ kỳ lạ này có tên là Cửu Tiên Cung, nằm trên núi Thạch Trúc, thuộc thành phố Phúc Lăng, tỉnh Phúc Kiến. Chùa có lịch sử lâu đời hơn 2.000 năm, với cảnh quan tuyệt đẹp và không khí thờ phụng sôi nổi. Những người đến đây để thắp hương và cầu nguyện cũng rất đông đúc. Điểm khác biệt so với những ngôi chùa khác là sau khi thắp hương xong, tín đồ không vội vã rời đi, mà thay vào đó, họ lại nằm xuống để tìm chỗ nghỉ ngơi. Thực ra những người đến đây không phải chỉ vì mệt mỏi sau khi leo núi nên muốn nghỉ ngơi, mà là muốn có một giấc mơ tại đây. Điều đặc biệt là giấc mơ mà họ mong muốn không phải là giấc mơ thông thường mà là giấc mơ thần tiên. Người ta tin rằng bất kỳ ai chỉ cần mang ước muốn chân thành trong lòng đến Cửu Tiên Cung để dâng hương và khấn nguyện, sau đó nằm ngủ một giấc sẽ được các vị thần xuất hiện trong mơ để giúp họ thực hiện ước nguyện của mình. Đôi khi may mắn,
Những tín đồ này thậm chí có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Hiện tượng kỳ diệu trên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Có phóng viên muốn tìm ra sự thật ẩn sau đó, nên đã mời một chuyên gia văn hóa dân gian đến Cửu Tiên Cung để điều tra. Trên đường lên núi, phóng viên đã ngẫu nhiên chọn một cặp vợ chồng để làm thí nghiệm. Sau khi tìm hiểu thì được biết, hai người đều lần đầu đến Cửu Tiên Cung để cầu mộng. Người chồng muốn xin được tài lộc vì những năm gần đây làm ăn thất bại, lỗ rất nhiều tiền. Còn người vợ mong muốn các vị thần sẽ giúp chữa bệnh của mình. Trước ống kính của phóng viên, cặp vợ chồng thành tâm dâng hương và nói ra ước nguyện, sau đó đi vào phòng bên cạnh để ngủ. Sau một giấc ngủ kéo dài khoảng 2 giờ, trước khi phóng viên kịp hỏi thì người chồng đã nói rằng anh thực sự đã mơ thấy thần tiên. Trong giấc mơ, vị cao nhân ấy đã chỉ dẫn anh làm ăn. Nhờ theo lời chỉ dẫn đó, trong giấc mơ anh đã liên tiếp làm được nhiều vụ kinh doanh lớn và kiếm được không ít tiền. Còn vợ anh mơ thấy có tiên nhân đến khám và chữa trị bệnh cho mình. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Cả hai vợ chồng đều rất hài lòng với chuyến hành hương cầu mộng này, bởi họ thấy giấc mơ mang lại kết quả như mình mong đợi. Điều này khiến các phóng viên bắt đầu hoài nghi liệu Cửu Tiên Cung có thực sự linh nghiệm như vậy hay không. Khi các phóng viên vẫn còn bối rối, thì một vị đạo sĩ đã chia sẻ với họ câu chuyện về cha của ông, người từng mắc bệnh nặng đến mức không còn cách cứu chữa. Tuy nhiên sau khi đến Cửu Tiên Cung để cầu mộng, ông bắt đầu nằm xuống nghỉ ngơi. Trong giấc mơ, vị đạo sĩ nghe thấy một giọng nói bên tai nói với ông về một loài cá, khoai lang và khoai môn. Khi tỉnh dậy, ông ấy cảm thấy rất bối rối, liền vội vã chạy về nhà để kể lại giấc mơ cho mẹ nghe. Người mẹ tỏ ra hoài nghi sau khi nghe điều này, nhưng nếu còn một chút hy vọng, bà quyết định sẽ cố gắng. Mẹ của vị đạo sĩ đã tìm những nguyên liệu trên và làm một nồi súp. Không ngờ, mấy ngày người cha không ăn gì, nhưng sau khi uống một chén nhỏ, cơ thể ông lại phục hồi chức năng một cách kỳ diệu, thậm chí ngày hôm sau còn có thể tự đi bộ. Nhìn ánh mắt vui vẻ của đạo sĩ, phóng viên không nghĩ ông ta đang nói dối, nhưng vẫn không thể tin được thế gian lại có chuyện kỳ diệu như vậy. Bởi vì đây là một thử nghiệm nên không thể dựa trên kết quả từ hai người. Phóng viên dự định tìm thêm vài người nữa để chứng minh tính xác thực của vấn đề này. Đúng vào lúc này, một người phụ nữ lớn tuổi có cử chỉ kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của phóng viên. Khác với những người hành hương khác, bà không leo núi mà thay vào đó cứ mỗi ba bước bà lại quỳ xuống dập đầu, miệng khấn vái điều gì đó. Con đường từ chân núi lên Cửu Tiên Cung có hơn 1.000 bậc cầu thang. Điều này cho thấy bà ấy đã phải dành bao công sức và nỗ lực để thực hiện lễ cầu nguyện của mình. Hành vi kỳ lạ này ngay lập tức khiến phóng viên tò mò, nên đã đến lại gần và hỏi bà lý do. Tuy nhiên người phụ nữ không muốn bị phóng viên làm gián đoạn lễ nghi của mình, nên chỉ vội vàng trả lời ba chữ: cầu bình an. Tuy nhiên, người đàn ông đi cùng bà lên núi cho biết người phụ nữ này tên là bà Lưu, sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở dưới chân núi. Bà Lưu đã trở thành một thượng khách quen thuộc ở khu vực này sau nhiều năm. Kể từ khi con trai của bà xuất ngũ và thử kinh doanh nhưng luôn gặp khó khăn. Dù đang nợ nần, anh ấy vẫn muốn mua thêm một chiếc xe tải để vận chuyển hàng hóa. Bà Lưu và chồng lo lắng không chỉ vì mất mặt mà còn vì sợ con trai lại mất thêm tiền. Do đó bà đã quyết định lên Cửu Tiên Cung để cầu nguyện, xin ý kiến từ các vị thần tiên và lập lời hứa rằng nếu con trai may mắn kiếm được tiền, bà sẽ lên núi thờ cúng 3 lần mỗi tháng. Sau khi thực hiện nghi lễ, bà Lưu bắt đầu tìm chỗ nghỉ ngơi. Trong giấc mơ, các vị thần đã động viên và khuyên bà không nên lo lắng, chỉ cần cố gắng làm việc. Khi về nhà, chị Lưu đã quyết định gom đủ số tiền 100.000 nhân dân tệ và tiếp tục hỗ trợ con trai trong kinh doanh. Điều bất ngờ là con trai bà sau đó không chỉ đã trả hết nợ nần, mà còn trở thành trụ phú. Vậy nên, bà đã thực hiện lời hứa bằng cách leo lên núi mỗi tháng, thực hành nghi lễ tam bộ nhất bái và đốt hương cầu nguyện. Hành động của bà không chỉ thu hút sự chú ý của phóng viên, mà còn khiến nhiều du khách hành hương muốn tìm hiểu thêm về việc này. Sau khi nghe nhiều thông tin về sự kỳ diệu của ngôi chùa, phóng viên vẫn có chút nghi ngờ nên quyết định tự mình thử nghiệm. Cô theo hướng dẫn của nhân viên thắp một nén hương, sau đó thành tâm cầu nguyện rồi nằm xuống tấm trải bằng cỏ. Một lúc sau, cô cảm thấy như có thứ gì đó đang massage vai và lưng mình, khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, những người đến Cửu Tiên Cung để cầu mộng
lại có những cảm nhận rất khác nhau. Vậy những phản ứng kỳ lạ này bắt nguồn từ đâu? Liệu nơi đây có ẩn chứa những bí mật gì mà người ta vẫn chưa biết? Giấc mơ trên núi Thành Trúc được gọi là ước mơ thành tựu, nghĩa là thông qua một nghi thức cầu mộng đặc biệt có thể giúp mọi người thực hiện các ước vọng của mình. Sự kỳ bí và huyền bí của những địa điểm như Cửu Tiên Cung ở Phúc Kiến luôn là những nguồn cảm hứng cho câu chuyện và truyền thuyết đầy màu sắc. Tuy nhiên, đối với những hiện tượng lạ xung quanh Cửu Tiên Cung, các chuyên gia đã đưa ra lời giải thích rằng nơi này là linh thiêng là do có liên quan đến từ trường ở núi Thạch Trúc. Khu vực từ trường càng mạnh thì con người càng dễ có những giấc mơ kỳ lạ. Cấu trúc Cửu Tiên Cung xây theo hướng Bắc Nam, ba mặt đều bao bọc bởi những tảng đá lớn. Xung quanh là cây cối um tùm, làm cho từ trường trở nên rất mạnh. Tuy nhiên, khi phóng viên đi khảo sát xung quanh chùa, thấy kim la bàn không hề biến động đáng kể. Điều này cho thấy từ trường ở núi Thạch Trúc không có vấn đề gì. Một lời giải thích khác từ các chuyên gia chính là việc cổ mộng ở Cửu Tiên Cung linh ứng như vậy, có thể liên quan đến sự gợi ý tâm lý của khách hành hương. Tức là những người đến đây cầu nguyện đều thành tâm tin rằng sau khi dâng hương lễ bái sẽ được chư tiên báo mộng. Họ không ngừng lặp lại ước nguyện trong tâm, khiến tiềm thức được lập trình là sẽ được chiêm bao thấy thần tiên. Khi khách hành hương bắt đầu nằm ngủ sau đó, ý thức này sẽ khiến họ bắt đầu mơ thấy thần tiên cùng ước nguyện của mình đã được thực hiện. Như trường hợp của hai vợ chồng đầu tiên cùng bà Lưu, hay những loại thực phẩm mà vị đạo sĩ đã nói, đều là những thứ thường thấy trong cuộc sống của ông ấy. Vì vậy, trải nghiệm mơ ước của những người trên chỉ là một dạng ám thị bản thân mà thôi. Những yếu tố siêu nhiên ở Cửu Tiên Cung có lẽ chỉ là động lực tiếp thêm niềm tin để những vị khách hành hương tự tin thực hiện ước mơ của mình. Chỉ cần bản thân cố gắng thì thành công sẽ chắc chắn đến với bạn, bởi vì sức mạnh và năng lực tối đa của mỗi người vẫn còn là những bí ẩn, chỉ là chúng ta chưa cố gắng hết sức. Còn về việc có thể có những lời giải thích sâu sắc hơn nữa, các chuyên gia nói rằng cần phải có thêm những nghiên cứu sâu hơn sau này mới có thể biết được. Nếu có cơ hội, bạn có muốn đến Cửu Tiên Cung để thực hiện nguyện vọng của mình hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Bí ẩn nơi phong thủy tuyệt mệnh nghìn năm tại Nam Kinh. Vào một ngày năm 2006, một vụ tai nạn giao thông kỳ lạ đã xảy ra ngay trước Tử Cấm Thành ở Nam Kinh. Khi đi ngang qua con đường phía trước Tử Cấm Thành, chiếc ô tô bất ngờ lạc tay lái, lao vào lề đường, đâm thẳng vào bức tượng sư tử trước cửa Tử Cấm Thành. Toàn bộ hiện trường vụ tai nạn vô cùng khủng khiếp. Phần động cơ phía trước bị hư hỏng và biến dạng. Túi khí đã bung ra, khiến cửa xe bị mắc kẹt. Bất luận mọi người có cố gắng thế nào cũng không thể mở ra. Khi cảnh sát và đội cứu hỏa đến hiện trường phá vỡ cửa xe, thì người đàn ông ngồi ở ghế phụ đã tử vong. Cơ quan chức năng ngay lập tức bắt tay vào điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Và kết quả khiến người ta giật mình sửng sốt. Bởi vì con đường tại hiện trường vụ tai nạn rất rộng, đèn đường hai bên cũng rất sáng. Khoảng cách từ mép đường đến phía trước Tử Cấm Thành vẫn cao hơn 10cm. Phán đoán từ quỹ đạo lái của chiếc xe không có dấu vết phanh gấp, có vẻ như tài xế đã cố tình lái xe của mình đâm vào bức tượng sư tử đá. Trước tình huống này, cảnh sát ngay lập tức nghi ngờ người lái xe đã say rượu. Nhưng khi tìm ra tài xế và tiến hành đo nồng độ cồn, họ phát hiện ngày hôm đó ông không uống rượu. Lời khai của tài xế càng đáng ngạc nhiên hơn. Theo mô tả, ông ấy điều khiển chiếc xe trên đường trước cửa Tử Cấm Thành thì vô lăng của ô tô bất ngờ quay mất kiểm soát, phanh cũng bị hỏng không rõ nguyên nhân. Nhìn thấy ô tô sắp đâm vào bức tượng sư tử, tài xế vội vàng nhảy ra khỏi xe, nhưng người bạn ngồi ở ghế phụ thì không kịp phản ứng. Điều kỳ quái hơn nữa là dù chiếc xe bị va chạm mạnh, nhưng bức tượng sư tử đá bị đâm vào lại không hề bị hư hại gì, thậm chí không có một vết xước. Và những vụ tai nạn ô tô kỳ lạ như thế này quanh Tử Cấm Thành không phải là ngẫu nhiên mà là xảy ra thường xuyên. Điều này khiến người ta liên tưởng đến tam giác quỷ Bermuda nằm ở Đại Tây Dương. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe nói đến một số hiện tượng siêu nhiên mà con người không thể giải thích được bằng các phương tiện khoa học và công nghệ, hiện vẫn thường xảy ra ở khu vực này. Vì vậy, nhắc đến tam giác quỷ Bermuda, người ta lập tức nghĩ ngay đến những sự việc kỳ lạ. Tuy nhiên, ít ai biết có một nơi tại Nam Kinh, Trung Quốc cũng tràn ngập những điều kỳ quái như vậy, thậm chí còn được gọi là Bermuda của Nam Kinh. Tử Cấm Thành nhà Minh kỳ dị. Năm 2007, một người đàn ông họ Trần
tổng biên tập tại tòa soạn ở Nam Kinh, cũng gặp phải một vụ tai nạn giao thông ô tô kỳ lạ khi đi ngang qua Từ Cấm Thành trên đường đi làm về. Theo mô tả của ông Trần, khi ông lái xe ra khỏi cửa Tân Nhai thuộc Nam Kinh, phía trước có một taxi nên ông đi theo sau taxi. Lúc sắp đến giao lộ thì đèn tín hiệu giao thông đang là màu xanh. Tài xế phía trước phát hiện là đèn xanh, cũng thuận lợi qua đường. Ông vẫn bám sát phía sau. Lúc này ông lại nhìn lại đèn giao thông, thấy vẫn đang là màu xanh nên yên tâm lái xe đi về phía trước. Nhưng đúng lúc đó, ông đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn và sau đó vang lại một tiếng ầm. Ông cảm thấy xe mình bị va chạm nên giật mình một lúc rồi xuống xe kiểm tra, thì phát hiện xe mình đã va chạm với một xe khác. Điều khiến ông ấy khó hiểu là giao lộ mà ông nhìn thấy trước đó rõ ràng là giao lộ chữ T nên chỉ có bên trái đường. Nhưng lúc đó giao lộ trước mắt lại biến thành ngã tư đường. Chiếc xe va chạm với ông cũng đột ngột rẽ từ ngã tư bên phải và tài xế bên kia liên tục trách mắng ông Trần vừa mới vượt đèn đỏ. Nói cách khác, đèn giao thông mà ông Trần vừa nhìn thấy đáng lẽ phải là đèn đỏ. Đối mặt với vụ tai nạn ô tô kỳ quái này, ông vẫn cảm thấy khó chấp nhận vì đây là con đường duy nhất mà hàng ngày ông đều về nhà khi tan sở. Theo lý mà nói, bản thân ông dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể xem ngã tư thành giao lộ chữ T được. Tai nạn xe buýt kỳ lạ. Ngày 14 tháng 7 năm 2008, chiếc xe buýt số 55 đang chạy về phía đông Từ Cấm Thành thì bất ngờ đâm vào một cây ngô đồng bên đường mà không rõ nguyên nhân, khiến toàn bộ thân xe bị hư hỏng nặng. Người tài xế lái chuyến xe buýt này đã có kinh nghiệm hơn chục năm. Theo mô tả của tài xế xe buýt, ông nhìn thấy một chiếc xe chạy rất nhanh bên cạnh, sắp vượt qua mình, nên vô thức né tránh. Tuy nhiên sau khi va chạm, tài xế phát hiện xung quanh hoàn toàn không có chiếc xe nào. Trước đó tại lối vào phía nam của Từ Cấm Thành cũng xảy ra sự cố hai xe buýt số 17 gặp tai nạn tại cùng một địa điểm chỉ trong một ngày. Cả hai tài xế đều là những người lái xe có kinh nghiệm và nguyên nhân gây ra vụ tai nạn cũng đều giống nhau. Không phải tránh người đi đường thì cũng là tránh chiếc xe khác. Nhưng sự thật cho thấy họ dường như đã bị ảo giác trước khi xảy ra tai nạn, bởi vì lúc đó đường xá vô cùng trống trải, không có một chiếc xe khác hay người đi bộ nào. Chính vì thường xuyên xảy ra những sự kiện khó hiểu và kỳ lạ như vậy, khu vực xung quanh Từ Cấm Thành nhà Minh ở Nam Kinh khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Thậm chí họ còn gọi nơi đây là Bermuda của Nam Kinh. Điều khiến người ta khó hiểu là tại sao khu vực xung quanh Từ Cấm Thành lại quỷ dị đến vậy? Bởi vì nơi đây được Chu Nguyên Chương xây dựng khi ông thành lập nhà Minh. Theo lý mà nói, nơi hoàng đế ở phải là bảo vật phong thủy được lựa chọn cẩn thận. Sao có thể trở nên kỳ lạ như vậy? Liên quan đến vấn đề này, có một truyền thuyết được lan truyền rằng tất cả những điều bất thường trên thực chất có liên quan đến Chu Nguyên Chương, chủ nhân đầu tiên của Từ Cấm Thành nhà Minh. Cung điện bị nguyền rủa. Truyền thuyết kể rằng vào năm 1366 sau Công Nguyên, Chu Nguyên Chương đã nhờ Lưu Bá Ôn, người tinh thông thuật Kham Dư, chủ trì việc xây dựng kinh đô nhà Minh. Lưu Bá Ôn đã chọn vùng đất Nam Kinh. Ông tự tin rằng đây là một báu vật phong thủy vô cùng tốt. Nhìn từ trên cao, Tử Kim Sơn trên thành phố Nam Kinh là nơi Đại Long chiếm giữ, mà phần đầu con rồng lớn này chính là Hồ Yến Tước. Cuối cùng, Chu Nguyên Chương đã tiếp nhận ý kiến của Lưu Bá Ôn, quyết định xây dựng cung điện của mình trên đỉnh đầu rồng. Đồng thời, chiêu mộ 200.000 dân phu bắt đầu khởi công. Tuy nhiên, trong lúc san lấp Hồ Yến Tước đã gặp phải một điều kỳ lạ. Cái hồ tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể lấp đầy. Dù cho sử dụng cả ba ngọn đồi cũng không đủ đất đá. May mắn lúc đó Chu Nguyên Chương nghe nói trong dân gian có một người tên là Điền Đức Mãn. Cái tên này có nghĩa là lấp đầy, liền hạ lệnh phong người tên Điền Đức Mãn này làm thần sông. Sau đó trực tiếp hiến tế ông ấy vào Hồ Yến Tước. Kỳ lạ thay, kể từ khi Điền Đức Mãn bị chìm xuống Hồ Yến Tước thì hồ nhỏ đã nhanh chóng được lấp đầy. Từ Cấm Thành nhà Minh vì thế cũng được xây dựng thành công. Tương truyền Hoàng đế Chu Nguyên Chương là người vô cùng đa nghi. Vì vậy sau khi lên ngôi hoàng đế và rời kinh đô đến Từ Cấm Thành, ông đã bắt đầu những cuộc thanh trừng đẫm máu, thảm sát rất nhiều người. Để củng cố giang sơn của mình, Chu Nguyên Chương tàn sát công thần khai quốc. Chỉ riêng số người bị hại trong vụ Hồ Duy Dung và Lam Ngọc đã lên tới 100.000 người. Vì vậy nhiều người cho rằng những vụ thảm sát đẫm máu của Chu Nguyên Chương
đã phá hủy phong thủy tốt ban đầu của Tử Cấm Thành. Oan hồn của các phi tần, cung nữ và đại thần vẫn chưa hề tan biến, luôn quanh quẩn quanh Tử Cấm Thành nên mới dẫn đến những sự việc kỳ lạ thường xuyên xảy ra tại đây. Ngoài ra còn một số điểm thú vị, đó chính là sự bí ẩn của Nam Kinh không chỉ giới hạn ở Tử Cấm Thành mà là toàn bộ thành phố Nam Kinh. Lời nguyền thiên niên kỷ của Nam Kinh. Nam Kinh luôn được biết đến là cố đô của 6 triều đại, bao gồm Đông Ngô, Đông Tấn, Nam Triều, Nam Đường, Minh, Thái Bình Thiên Quốc và đến cả Trung Hoa Dân Quốc sau này cũng đóng đô ở Nam Kinh. Tuy nhiên, mỗi triều đại đều không tồn tại được lâu, trong đó triều đại Đông Tấn dài nhất chỉ tồn tại được 103 năm, các triều đại khác thì không quá 60 năm. Vì vậy, Nam Kinh cũng được cho là thủ đô đoản mệnh nhất. Nhưng điều này dường như không phù hợp với thân phận là vị trí của Long Mạch, ai ai cũng biết. Liệu chuyện gì đang xảy ra tại báu vật phong thủy này? Từng có người cho rằng Long Mạch ở Nam Kinh thực chất là chưa hoàn thiện. Đó là lý do tại sao các triều đại đóng đô ở đây tồn tại trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi. Truyền thuyết kể rằng, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, Nam Kinh lần lượt bị Ngô, Việt và Sở chiếm đóng. Cuối cùng Việt quốc diệt Ngô, Sở quốc lại chinh phục Việt. Khi Sở Vương chiếm được Nam Kinh, từng đóng quân bên bờ Sư Tử Sơn. Một lần Sở Vương leo lên Sư Tử Sơn ngắm nhìn giang sơn của mình, lại cảm thấy nơi đây vương khí quá thịnh, dễ sinh ra nhiều vị đế vương. Vậy là để ngăn chặn việc xuất hiện thêm một đối thủ trong tương lai, Sở Vương bèn nghe theo lời Phương Sĩ, lấy vàng đúc thành một người nhỏ và mai táng ở vùng nông thôn phía đông Sư Tử Sơn để trấn áp vương khí, và gọi lăng tẩm của người vàng này là Kim Lăng. Cùng lúc đó, ông cũng xây dựng một thành ấp tên là ấp Kim Lăng trên núi đá. Tên cũ Kim Lăng của Nam Kinh là bắt nguồn từ đó. Hơn 100 năm sau, khi Sở Vương chôn vàng đã cắt đứt long mạch Nam Kinh, một chiến binh vô song khác là Tần Thủy Hoàng cũng từng cắt đứt long khí tại nơi này. Truyền thuyết kể rằng, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, lập nên nhà Tần, vào một đêm, ông đã nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ ở chân trời phía nam trong cung điện. Lúc này, một pháp sư bên cạnh Tần Thủy Hoàng có nói với ông rằng đây là một loại khí thiên tử. Nếu khí thiên tử nơi này ngưng tụ lại cùng nhau, một vị hoàng đế chắc chắn sẽ xuất hiện và lật đổ nhà Tần trong vòng 20 năm tới. Để củng cố quyền lực của mình, Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh cho các pháp sư tìm cách loại bỏ khí thiên tử đó. Theo lời đề nghị của pháp sư, Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho người đào núi kim tử chôn vàng, bạc và ngọc xuống đất, xuyên qua Phương Sơn, đổi dòng chảy của sông Hoài đi qua Kim Lăng, thông vào sông Trường Giang, đồng thời đổi tên Kim Lăng thành Mạt Lăng. Lấy hành động thứ hai này đã chính thức phá hủy long mạch Nam Kinh, khiến cho long mạch Nam Kinh chưa hoàn chỉnh, dẫn đến tất cả triều đại thiết lập quyền lực chính trị ở đây đều không thể tồn tại lâu dài. Thực tế trên thế giới có rất nhiều sự kiện kỳ lạ, khó giải thích bằng những phương pháp khoa học hiện đại. Nếu con người cứ nhất quyết muốn tìm ra lời giải thích hợp lý cho những điều kỳ lạ, thì có thể sẽ gặp rắc rối. Tốt hơn hết, hãy để cho mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Khi đối mặt với những hiện tượng lạ, tốt nhất chúng ta chỉ cần giữ một trái tim kính nể. Trường hợp chuyển sinh có thật. Người đàn ông có ký ức 16 kiếp, dấu vân tay của anh ta còn trùng khớp với kiếp trước. Đây là một trong những trường hợp tái sinh đáng tin cậy nhất trên thế giới. Người đàn ông người Mỹ tên là Lee Allen, tự xưng là tái sinh của một diễn viên nổi tiếng đã qua đời. Kết quả điều tra đã cho thấy dấu vân tay của ông ấy thực sự giống hệt với diễn viên đã khuất. Nghiên cứu khoa học cho thấy trên thế giới hoàn toàn không có hai dấu vân tay giống nhau. Vậy nên, vân tay trở thành một phương tiện xác thực đáng tin cậy nhất để xác minh danh tính. Điều kỳ lạ hơn là Lee Allen còn nhớ rõ từng chi tiết về cuộc sống của mình trong suốt 16 kiếp. Một trong số đó thậm chí còn là người ngoài hành tinh. Liệu tái sinh có thực sự tồn tại không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Dấu vân tay hoàn toàn giống nhau. Lee Allen sinh ra tại Philadelphia, Mỹ, thuộc thế hệ thứ hai trong một gia đình giàu có tiêu chuẩn. Điều kỳ diệu là dấu vân tay của ông lại trùng khớp hoàn toàn với một diễn viên nổi tiếng của Mỹ vào đầu thế kỷ 20 là Rudolph Valentino. Vào năm 1920, cái tên Valentino trở nên nổi tiếng khắp nước Mỹ với thể loại phim công.
các chuyên gia đã so sánh dấu vân tay của hai người và kết quả cho thấy dấu vân tay trên ngón tay của họ hoàn toàn giống nhau. Đây đúng là một phép màu của sinh học mà khoa học hiện đại cũng không thể giải thích được. Vì vậy, nhiều người đã chọn cách sử dụng siêu hình học để giải thích hiện tượng này. Lý do mọi người chú ý đến dấu vân tay của hai người họ là bởi một sự kiện rất huyền bí. Trong một lần bị thôi miên, Lee Allen đã vô tình đề cập đến việc kiếp trước của mình là Rudolph Valentino và những gì nói ra chính là tiềm thức của ông. Lúc đó Lee Allen không chỉ nói kiếp trước của mình là Rudolph Valentino mà còn mô tả chi tiết về câu chuyện của Rudolph, như việc mẹ ông là người Pháp, còn ba là người Ý. Ngoài ra còn rất nhiều chi tiết về cuộc sống riêng tư của Valentino với một số anh chị, cùng một vài câu chuyện thú vị khi đóng phim. Nếu đó chỉ là những giai thoại về ngôi sao mà mọi người đều biết đến, thì có lẽ họ vẫn không tin vào lời nói của Valentino. Nhưng ngoài ra còn một số điều vô cùng bí mật được đề cập trong trạng thái thôi miên, đã làm tăng đáng kể mức độ tin tưởng. Khi đó có người đã liên lạc với nhiếp ảnh gia chính thức của bộ phim nổi tiếng The Chief. Vị nhiếp ảnh gia đã hỏi Lee Allen, lúc ấy đang trong tình trạng bị thôi miên, rằng có bao nhiêu người đã có mặt trong buổi quay phim đầu tiên, có xảy ra điều gì không? Sau khi suy nghĩ một lúc, Lee Allen đã nói, lúc đó chỉ có mình tôi và ba người kia, tổng cộng là 4 người lái xe qua đó. Giữa chừng vì rớt mất một bánh xe nên chúng tôi đã suýt gặp tai nạn xe hơi. Sau đó ông còn kể tên ba người kia, thậm chí còn có cuộc trò chuyện giữa họ. Những lời nói của Lee Allen làm cho nhiếp ảnh gia rất sốc, bởi vì họ chưa bao giờ nói với ai về những chuyện đó. Vậy nên, làm sao Lee Allen có thể biết được nhiều như vậy? Vị nhiếp ảnh gia nhìn Lee Allen một cách cẩn thận, nhưng ông không thấy bất kỳ điểm giống nhau nào giữa ông và Valentino. Nhưng sao dấu vân tay lại giống nhau đến vậy? Ngay sau đó, một chuyên gia về chữ viết đến và yêu cầu Lee Allen trong tình trạng thôi miên viết tên Rudolph Valentino. Sau đó, chuyên gia đã so sánh chữ viết này và chữ ký trước đây của Valentino. Kết quả cho thấy, hai chữ ký cũng giống nhau đến khó tin. Tiến sĩ Ivan Modes, người chịu trách nhiệm thôi miên cho Lee Allen, nói rằng ông đã theo dõi Lee Allen liên tục trong 5 năm qua và tin rằng đây hoàn toàn không phải là giả mạo. Dù những gì Lee Allen kể trong tình trạng thôi miên nghe có vẻ khó tin được. Một vị tiến sĩ Ấn Độ có chuyên môn về luân hồi cũng cho rằng Lee Allen là một trường hợp rất đặc biệt, không thể giải thích bằng khoa học. Nhưng đó chưa phải là điều kỳ diệu nhất, bởi vì trong tình trạng thôi miên, Lee Allen còn sở hữu ký ức về 16 lần tái sinh của mình. Liệu điều này có thực sự xảy ra hay không? Một bác sĩ y khoa người Mỹ vào những năm cuối đời đã chuyển hướng nghiên cứu về luân hồi và xuất bản quyển sách về một bệnh nhân có ký ức từ 16 lần tái sinh. Trong đó có một kiếp là Pharaoh Ai Cập được nhận diện bởi các nhà ngôn ngữ học. Liệu điều cuối cùng của khoa học có thực sự là thần học không? Người đàn ông có ký ức từ tiền kiếp. Tiến sĩ học Brian Weiss của trường đại học Yale, Mỹ là một bác sĩ có kinh nghiệm lâm sàng phong phú và kiến thức học thuật vững chắc. Ban đầu ông là một người theo chủ nghĩa vô thần kiên định. Tuy nhiên, sau khi xử lý nhiều trường hợp tâm thần, ông bắt đầu tin vào lý thuyết tái sinh luân hồi. Sau nhiều năm điều tra nghiên cứu, ông đã viết cuốn sách Nghiên cứu về luân hồi. Cuốn sách sau khi được phát hành đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều đồng nghiệp, bởi họ cũng đã xử lý qua các trường hợp tương tự. Nhưng vì quá huyền bí, họ hoàn toàn không dám công bố, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của họ. Trong cuốn sách của tiến sĩ Weiss có một trường hợp điển hình nhất, Lee Allen cùng ký ức 16 lần tái sinh. Đầu video, chúng ta đã đề cập đến ký ức của kiếp trước của Lee Allen chính là nam diễn viên Rudolph Valentino từ thế kỷ 20. Nhưng điều làm người ta ngỡ ngàng nhất chính là trong ký ức tiền kiếp của Lee Allen có cả ký ức về một vị pharaoh. Người ta nói rằng khi còn nhỏ, Lee Allen thích mặc áo choàng tắm và đội mũ pharaoh, giả dạng thành vị vua của Ai Cập. Thậm chí khi đến trung học, ông vẫn tiếp tục thích làm điều này. Sau đó do không thích học hành, Lee Allen đã tự ý bỏ học, bắt đầu tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình. Trong một lần ông cảm thấy tinh thần mệt mỏi nên đã tự liên lạc với bác sĩ Ivan Modes, bắt đầu điều trị bằng phương pháp thôi miên. Không ngờ vừa bị thôi miên, Lee Allen đã nói một cách kiêu căng bằng giọng điệu khó chịu một số từ mà họ hoàn toàn không hiểu được. May mắn thay, Modes đã ghi âm lại và chuyển đoạn ghi âm này cho giáo sư ngôn ngữ tại Đại học Tiểu bang Mariana. Thông qua dịch thuật, họ tin rằng Lee Allen đã nói một đoạn tiếng Ai Cập cổ với nội dung "Hãy cúi đầu một cách khiêm tốn, đừng nhìn thẳng vào vị vua của các ngươi." Hóa ra,
Lee Allen đã kể về ký ức của kiếp trước khi bị thôi miên. Lúc đó, ông là người cai trị cao nhất của Ai Cập vào năm 341 trước công nguyên. Mặc dù chỉ trị vì trong vòng 4 năm, nhưng tên của ông cũng được ghi lại trong lịch sử Ai Cập. Đó chính là Pharaoh Calicles. Vậy làm thế nào để chứng minh Lee Allen không nói dối? Mọi người lúc đó đã nghĩ ra một cách, đó là yêu cầu Lee Allen viết những chữ tượng hình lúc bấy giờ. Sau khi chuyên gia kiểm tra thì thấy những chữ này được viết một cách rõ ràng thành thạo, thậm chí đến các chuyên gia cũng không thể viết ra những chữ như vậy. Rõ ràng cách viết chữ ấy chỉ có thể đạt được sau khi luyện tập trong một thời gian dài. Tiếp theo, họ yêu cầu Lee Allen kể về những sự kiện của thời đại ấy và một số chi tiết về Pharaoh Calicles. Trong tình trạng thôi miên, Lee Allen cũng trả lời một cách lưu loát. Vào thời điểm đó, Internet chưa phổ biến, nên những thông tin này không dễ dàng để người thông thường hiểu được. Vậy Lee Allen làm sao lại biết điều đó? Có người nghi ngờ rằng Lee Allen có thể đang giả vờ bị thôi miên. Thực chất, đó là ảo ảnh mà ông ta đang cố tình tạo ra. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã sử dụng sóng não để giám sát Lee Allen. Kết quả chứng minh, ông thực sự đang kể về ký ức kiếp trước trong trạng thái mê sảng. Câu chuyện về ký ức tiền kiếp của Lee Allen trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết. Vậy ngoài diễn viên Rudolph Valentino và Pharaoh Calicles, thì ông còn có những ký ức tiền kiếp nào khác hay không? Ký ức xa lạ của người ngoài hành tinh. Mặc dù không thể chứng minh bằng khoa học, nhưng câu chuyện của Lee Allen vẫn thu hút sự quan tâm của vô số người. Ngoài hai trường hợp chúng ta vừa nhắc đến, thì Lee Allen còn có rất nhiều ký ức kỳ lạ khác. Như trong một lần hôn mê, ông đã nói rằng bản thân từng tham gia nội chiến Hoa Kỳ. Tên của ông lúc ấy là Brest, sinh ra ở Georgia. Nhưng vào năm 1863, khi mới 16 tuổi, ông đã hy sinh trên chiến trường. Những thông tin này đã được các nhà sử học xác minh thông qua danh sách quân nhân tham gia chiến tranh nội chiến. Người bình thường như ông chỉ là một trong hàng chục nghìn quân lính, không có gì đặc biệt. Vậy Lee Allen làm thế nào để biết những thông tin này? Nếu không có hiểu biết trước hoặc cố tình bịa đặt, thì việc duy nhất có thể giải thích trường hợp trên chính là Lee Allen thực sự có ký ức về kiếp trước. Ngoài ra, Lee Allen còn nhắc đến kiếp trước của mình là một người da đỏ, có tên là Sigoya. Mặc dù không thể kiểm chứng được các sự kiện liên quan đến người bản địa Mỹ, nhưng những mô tả của Lee Allen về địa hình vùng đó sau này đã được xác nhận là chính xác. Trong một lần khác, Lee Allen cũng chia sẻ rằng mình đã chứng kiến Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập tự giá. Khi đó, ông ấy là một nô lệ Do Thái. Tuy nhiên, việc xác minh những sự kiện này từ hơn 2.000 năm trước, đặc biệt liên quan đến thần thoại là điều vô cùng khó khăn. Nhưng đó chưa phải là tiền kiếp ấn tượng nhất của Lee Allen, bởi ông còn nhắc đến việc mình không phải là người trái đất. Trong một lần hồi tưởng, Lee Allen nói rằng ông là một thực thể sống ở sao Hải Vương trong hệ mặt trời mang tên Nolan. Đó không phải là dạng người, mà là năng lượng tâm linh. Vào thời điểm đó, ông đã theo đoàn đến trái đất, khi ở đây vẫn chưa có con người, chỉ toàn cảnh quan tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, ông đã qua đời trong một vụ nổ hạt nhân. Nếu đây là sự thật, thì chứng tỏ trên trái đất đã sớm phát triển nền văn minh. Nhiều di tích mà chúng ta không thể hiểu được có thể đều là sản phẩm của một nền văn minh trước đó. Sau này vì muốn chứng minh những điều ông nói là sự thật, nên mọi người đã yêu cầu Lee Allen viết ra những văn tự của thời đại trước. Lee Allen đã viết ra rất nhiều ký hiệu theo chỉ dẫn, cũng truyền đạt nhiều kiến thức, nhưng thực tế không có ai có thể hiểu chúng. Câu chuyện về người tiền kiếp Lee Allen cũng đã gây nhiều tranh cãi lớn. Những người tin thì cho rằng điều đó thật kỳ bí. Những người không tin thì cho rằng tiến sĩ Brian West chỉ đang phô trương một vấn đề ảo tưởng. Bạn có nghĩ rằng luân hồi thực sự tồn tại và có người vẫn nhớ về ký ức tiền kiếp? Hãy cùng để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Những đứa trẻ có ký ức từ kiếp trước và nhiều trường hợp thực tế chứng minh luân hồi thực sự tồn tại. Đây là video về một cậu bé mới 4 tuổi được đăng tải trên Douyin khiến nhiều người sửng sốt. Trong video có thể thấy, cậu bé đang kể về việc chiến đấu với một cảm xúc đặc biệt hơn so với những cuộc trò chuyện hàng ngày. Nội dung câu chuyện xoay quanh việc trước khi sinh ra, cậu chính là người lính chiến đấu thuộc quân đội giải phóng. Khi được hỏi về nơi đã chiến đấu, cậu có thể nói rõ địa điểm cụ thể về tiền tuyến Lạo Sơn. Thậm chí còn kể lại rằng, sau khi hy sinh, linh hồn của mình đã rơi vào bụng của một người phụ nữ và một lần nữa được tái sinh. Sau khi phát hành, đoạn video lập tức làm dấy lên sự tranh luận sôi nổi từ cộng đồng mạng.
Thậm chí một người có quyền lực rất lớn đã đứng ra xác nhận thông tin mà cậu bé đã nói. Như việc tham gia chiến đấu trên tuyến đầu cũng như quen biết một chiến sĩ tên Tiểu Vương và tìm được những cái tên liệt sĩ đã tham gia trận chiến trên núi Lão Sơn như trong lời kể. Ngoài ra, giữa liệt sĩ Tiểu Vương và cậu bé cũng có chút tương đồng về ngoại hình. Khi trận chiến nổ ra, Tiểu Vương đã ẩn mình trên vách đá trong 10 phút, thu thập hơn 700 bản tin chiến đấu trong hàng chục ngày và phản hồi cho chỉ huy. Nhưng cuối cùng anh cũng hy sinh trong cuộc chiến. Người phụ nữ mà anh yêu lúc sinh thời có tên là A Yên. Ngoài ra, trận chiến ở Lão Sơn có thể quen thuộc với những người thuộc thế hệ trước năm 1960. Nhưng những người thuộc thế hệ 80 và 90 thì lại thường nói nhiều hơn về cuộc chiến tranh Trung Việt. Vì vậy mọi người đều bất ngờ khi nghe được câu chuyện này từ một đứa trẻ. Tất nhiên, cũng có người đặt ra câu hỏi rằng cậu bé có thể đã nghe ai đó kể về trận chiến ở Lão Sơn, sau đó tự sắp xếp lại câu chuyện. Thế nhưng, những trường hợp như cậu bé này không phải là hiếm có trên các phương tiện truyền thông. Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Tống Anh Kiệt, người dẫn chương trình CCTV của Trung Quốc, đã đăng tải một bài viết trên Weibo về cậu con trai tên Đậu Bao sắp tròn 4 tuổi của mình. Vào một buổi tối trước khi đi ngủ, Đậu Bao đột nhiên nói về quê của mình ở Tứ Xuyên, gần phía Tây Thành Đô. Cả hai cô con gái của cậu vẫn sống ở đó, nên Đậu Bao muốn về quê thăm họ. Lúc đó, Tống Anh Kiệt bắt đầu nhắc đến một số địa danh để Đậu Bao xác nhận. Khi nói đến Bắc Xuyên thì Đậu Bao đã xác định chính xác là nơi đó. Còn nói thêm là bản thân đã xa quê 10 năm rồi. Điều này làm cho Tống Anh Kiệt giật mình bởi con trai anh chưa bao giờ đến hay nghe nói về Bắc Xuyên. Cũng không biết về vụ động đất ở Tứ Xuyên. Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhanh đã thu hút nhiều lời bàn luận sôi nổi trên mạng. Mọi người không khỏi liên tưởng Đậu Bao với những nạn nhân trong trận động đất Tứ Xuyên và cho rằng đây là sự tái sinh, chuyển kiếp. Thực tế có rất nhiều câu chuyện về vấn đề luân hồi, chuyển kiếp được đăng tải trên Internet. Những nhà khoa học nghiên cứu về luân hồi đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu khoa học sâu sắc hơn, góp phần tăng độ tin cậy của thuyết luân hồi. Bác sĩ tâm thần người Mỹ Ian Stevenson, người khai sinh ra lý thuyết luân hồi hiện đại ở phương Tây, đã dành 40 năm để đi khắp thế giới, thu thập và tổng hợp hơn 3.000 trường hợp tái sinh của trẻ em từ 2 đến 7 tuổi. Nhiều chi tiết trong các trường hợp này cũng đã được nhóm nghiên cứu kiểm tra và xác minh cẩn thận. Do đó, Stevenson kết luận rằng trẻ em từ 2 đến 4 tuổi có thể lưu giữ những ký ức tiền kiếp rõ ràng và chia sẻ với mọi người. Nhưng sau khoảng 7 đến 8 tuổi, loại ký ức này sẽ dần mờ nhạt và biến mất. Nói một cách đơn giản thì trước 7 tuổi, trẻ em có khả năng lưu giữ ký ức tiền kiếp. Tìm kiếm ngôi nhà từ tiền kiếp. Tại Vương quốc Anh, có một đứa trẻ tên Cameron Lamb. Khi vừa biết nói, ngoài ba và mẹ thì từ thứ ba về phát âm là Bara. Ban đầu mẹ của cậu bé cảm thấy con mình là một thiên tài, bởi từ nhỏ cậu đã có thể nói được tên của một địa điểm. Khi lớn lên một chút, mỗi khi nói chuyện với gia đình, cậu bé luôn nhắc đến nơi đó và nói rằng mình là một cư dân của đảo Bara. Tuy nhiên, đảo Bara cách thành phố mà Cameron đang sống hơn 300 km. Gia đình cậu chưa bao giờ đến đó và thậm chí cả ông nội cậu cũng chưa từng đến. Vậy nhưng Cameron vẫn khẳng định rằng nơi đó là nhà của mình và mô tả rằng ở đó có một ngôi nhà màu trắng nằm ven biển. Cậu cũng nói rằng cha của mình tên là Sean Robertson, còn tên mẹ cậu thì cậu không nhớ. Chỉ biết mẹ là một người phụ nữ có mái tóc đen rất đẹp. Những lời nói của Cameron khiến cha mẹ cậu rất khó hiểu. Họ đã đưa cậu đến gặp một nhà tâm lý học nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Một ngày nọ, cậu bé Cameron mới 6 tuổi đã khóc và nói một cách kiên quyết rằng mình phải đến đảo Bara bởi gia đình đang rất nhớ cậu. Không còn cách nào khác, mẹ của Cameron quyết định sẽ đưa cậu ấy đến đảo Bara một lần. Cậu bé đã vô cùng phấn khích khi nhìn thấy ngôi nhà màu trắng mà cậu luôn mong đợi. Cameron nhanh chóng chạy một mạch đến đó, nhưng phát hiện ra đây chỉ là một ngôi nhà trống. Cậu bé rơi nước mắt, cùng mẹ đi dạo quanh ngôi nhà, giống như cậu đã mô tả trước đó, với ba phòng tắm có thể ngắm cảnh biển. Điều này khiến mẹ của cậu bé rất bất ngờ. Ngoài ra, bà còn tìm hiểu được chủ sở hữu của ngôi nhà thực sự là một thành viên của gia tộc Robertson, nhưng không tìm thấy thông tin nào về Sean Robertson. Tuy nhiên, sau chuyến đi đến đảo Bara, Cameron rất ít khi nhắc lại chuyện kiếp trước của mình nữa. Cậu dường như đã chấp nhận một sự thật rằng ngôi nhà ở bờ biển không còn là nhà của mình, càng không thể quay trở lại với kiếp trước.
câu chuyện này không chỉ được báo chí Anh đưa tin, thậm chí truyền hình Anh cũng đã quay một bộ phim tài liệu mang tên The Boy Who Lived Before. Trong ký ức kiếp trước của Cameron, khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là những khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình trên đảo Para. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ký ức tiền kiếp của tất cả trẻ em đều là những kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc. Nhớ lại trải nghiệm cận tử. Nghiên cứu cho thấy, những trẻ em đã trải qua cái chết thảm khốc hoặc bất thường trong tiền kiếp luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu với những trải nghiệm cận tử. Những đứa trẻ này luôn mang trong mình hận thù và thường xuyên kể chi tiết về sự qua đời của mình trong tiền kiếp. Một cậu bé người Mỹ tên Julie Addison đã có những ký ức về cái chết trong tiền kiếp. Từ khi 2 tuổi, Julie thỉnh thoảng lại nói những điều kỳ lạ rằng trước khi qua đời mình đã từng rất đau đớn. Do cậu bé đang ở trong giai đoạn có khả năng bắt chước mạnh mẽ, nên gia đình nghĩ rằng những điều Julie nói là học được từ TV. Cho đến năm 4 tuổi, khả năng tổ chức ngôn ngữ cũng cải thiện đáng kể, thì một lần cậu bé nói rằng chạy xe nhanh như một viên đạn, sau đó một chiếc xe tải lớn lao đến và tông chết con. Vì Julie thường xuyên nói những điều kỳ quái, nên gia đình cảm thấy rất lo lắng, sợ rằng cậu bé có vấn đề về tinh thần, nên đã đi tìm một bác sĩ tâm lý để thực hiện liệu pháp thôi miên. Trong quá trình điều trị, Julie nói rằng mình tên là James Hersey, qua đời khi chưa được 15 tuổi vì bị tông bởi một chiếc xe tải vào năm 1967 tại Tonkawa, thuộc bang Oklahoma. Điều khiến gia đình Julie vô cùng sửng sốt là người chú của Julie, cũng tên là James Hersey, đã bị một chiếc xe tải tông chết vào ngày 12 tháng 12 năm 1967 khi mới 14 tuổi. Nhưng khi đó Julie vẫn chưa được sinh ra, gia đình cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện này. Sau này Julie cùng với gia đình đã đến Tonkawa, nơi James được sinh ra. Julie chưa từng đến đây, nhưng cậu lại rất quen thuộc với khu vực xung quanh. Thậm chí Julie còn có thể chỉ ra bệnh viện nơi James sinh ra, trường học mà James đã từng học. Sau đó, họ lái xe đến nơi xảy ra tai nạn của James. Nhưng khi đến nơi, cậu bé Julie vốn đang vui vẻ, đột nhiên khóc nức nở, không chịu rời khỏi xe. Vụ việc này từng gây xôn xao ở Mỹ, nhưng tính xác thực của câu chuyện vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi. Tìm lại cơ thể kiếp trước bị sát hại. Cũng là một ký ức về sự qua đời trong tiền kiếp, một bé trai 3 tuổi ở Syria đã nhớ lại và chỉ điểm được kẻ đã sát hại mình. Sinh ra trong một ngôi làng trên cao nguyên Golan thuộc biên giới Syria, vào năm 3 tuổi, cậu bé bất ngờ nói với người lớn rằng 4 năm trước mình đã bị sát hại và hỏi liệu mọi người có thể giúp cậu đào lại cơ thể của mình hay không. Khi nghe yêu cầu phát ra từ miệng một đứa bé 3 tuổi, những người xung quanh chỉ nghĩ đây là một câu nói đùa của trẻ con. Nhưng cậu bé lại tiếp tục mô tả chi tiết cách mà mình đã bị giết, khẳng định rằng mình đã bị đối phương dùng rìu sát hại sau khi cãi nhau. Trải qua cận tử kinh hoàng này vẫn hiện về trong tâm trí của cậu bé, khiến cậu thường xuyên bị giật mình sợ hãi, ngủ không ngon giấc. Sau đó cha mẹ của cậu bé phát hiện ra rằng con trai của họ thực sự thức giấc mỗi đêm và khóc la liên tục. Tình trạng này kéo dài hàng tháng trời và càng ngày càng trầm trọng hơn. Họ bắt đầu nghi ngờ lời kể của con trai mình không phải là bịa đặt. Ngôi làng nơi cậu bé sinh sống cũng có nhiều người tin vào việc tái sinh. Vậy nên sau khi bàn bạc, họ quyết định đi tới địa điểm cậu bé nói để điều tra. Khi đến nơi, mọi người phát hiện một ngọn mộ cổ, trong đó có một bộ xương cốt với vết thương rõ ràng trên sọ. Lúc này, cậu bé liền chỉ vào vết bớt trên đầu mình và nói, đây chính là vết thương mà kẻ hung thủ đã gây ra. Sau khi xác nhận những gì mình nói là sự thật, cậu bé liền nói tiếp rằng muốn nhận diện kẻ sát nhân ngay tại chỗ và dẫn mọi người đến ngôi làng cũ mà kiếp trước cậu đã sống. Khi nhìn thấy một người đàn ông, cậu bé hét to rằng đó chính là tên thủ phạm. Ban đầu người đàn ông vẫn không thừa nhận, thậm chí còn chỉ trách dân làng tại sao có thể tin vào lời nói dối của một đứa trẻ. Nhưng sau khi cậu bé miêu tả chi tiết vụ án, người đàn ông tái mặt, chân tay mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất và thừa nhận tội ác của mình. Một bác sĩ y khoa đã tham gia toàn bộ quá trình và xác nhận câu chuyện này là có thật. Vụ việc cũng được báo chí Syria đưa tin về sự kiện này. Giáo sư Stevenson trong quá trình nghiên cứu đã phát hiện vết sẹo từ đời trước. Các khuyết tật bẩm sinh hoặc dấu hiệu đặc biệt khác trên cơ thể đều có thể là hiện thân của những trải nghiệm của tiền kiếp. Ông cũng chỉ ra rằng vết sẹo cùng những khuyết tật chính là những bằng chứng trực tiếp và khách quan nhất trong các trường hợp luân hồi.
Nói một cách đơn giản hơn, nếu trong kiếp trước một người qua đời do bị làm hại bằng dao hoặc bị bắn, thì vết thương trên cơ thể vẫn sẽ tồn tại trong tiềm thức. Như trường hợp cậu bé người Syria trong câu chuyện chúng ta vừa nói đến, đã bị kẻ sát nhân dùng rìu đánh vào đầu ở tiền kiếp, nên hiện tại sẽ có một vết bớt trên đầu. Hay trường hợp tái sinh của cặp song sinh nổi tiếng Jennifer và Gillian Pollock, đều có những dấu vết tương ứng trên cơ thể. Ở phần sườn trái của Jennifer có một vết sẹo dài khoảng 8cm và một vết màu trắng, giống hệt với những vết sẹo trên người chị đã qua đời vì tai nạn giao thông. Ngoài dấu vết và những cảm xúc đặc biệt như tình yêu hay hận thù không lý do, thì nỗi sợ về âm thanh hoặc tình huống đặc biệt cũng có mối liên hệ với kiếp trước. Ví dụ một số trẻ em thích quấn dây quanh cổ có thể là đã treo cổ tự sát ở kiếp trước. Những người sợ nước hoặc lửa một cách vô cớ có thể là do kiếp trước họ đã bị đuối nước hay lửa thiêu. Những thói quen nghề nghiệp khắc sâu trong tâm hồn từ kiếp trước cũng ảnh hưởng đến hiện tại. Đây cũng chính là câu chuyện về cô bé Purnima từ Sri Lanka. Purnima biết nói rõ ràng từ năm 3 tuổi và đã có thể mô tả quá trình sản xuất hương một cách thành thạo, dù không phải xuất thân từ gia đình có truyền thống làm hương, cũng chưa từng tiếp xúc với nó. Cha mẹ của Purnima đã thấy lạ khi đứa con gái bé nhỏ đã làm các món đồ thủ công phức tạp này. Trong quá trình trò chuyện, những lời của Purnima khiến cho họ càng bối rối hơn khi kể rằng trước khi sinh ra, cô là một thợ làm hương tên là Chinnadasa, sống tại Kalaniya. Purnima còn kể rằng mình qua đời do bị một chiếc xe buýt cán qua, thậm chí cô bé còn nhớ rất rõ chi tiết của tai nạn đó. Ở bên trái bụng của Purnima có một vết nám. Cô bé cho biết đó chính là dấu vết của vết thương do xe buýt gây ra từ tiền kiếp. Mặc dù cảm thấy rất bối rối với những gì Purnima nói, nhưng cha mẹ của bé vẫn nhờ người khác điều tra tình hình thực tế tại Kalaniya. Kết quả cho thấy, thật sự có một người đàn ông tên là Chinnadasa, thuộc gia đình làm hương nổi tiếng tại Sri Lanka. Trước khi Purnima sinh ra, thì ông Chinnadasa đã qua đời vì tai nạn giao thông. Điều này chứng minh rằng những gì Purnima nói đều là sự thật. Cô bé chính là tái sinh của ông Chinnadasa. Năm 12 tuổi, Purnima có cơ hội gặp gỡ gia đình của Chinnadasa và ngay lập tức cô đã nhận ra tất cả các thành viên trong gia đình. Một điều đáng lưu ý ở đây đó là theo quan điểm của giáo sư Stevenson, trẻ em sau 7-8 tuổi thì ký ức kiếp trước sẽ dần phai nhạt. Nhưng Purnima là một ngoại lệ, khi đến 12 tuổi vẫn giữ lại ký ức tiền kiếp, có thể nhận ra người thân của mình ở kiếp trước. Thậm chí một số người đến khi trưởng thành thì ký ức tiền kiếp vẫn sẽ tồn tại. Còn rất nhiều câu chuyện luân hồi tái sinh, nhưng liệu những ký ức ấy có thực sự tồn tại không? Chúng ta vẫn chưa thể đưa ra một câu trả lời chính xác. Đây là một vấn đề mà khoa học vẫn chưa giải quyết triệt để, nhưng không thể phủ nhận, những câu chuyện trên cũng cho chúng ta biết một bí mật. Đó là cuộc sống là một chuỗi không ngừng, chết không phải kết thúc mà là một cơ hội mới. Nếu con của bạn cũng có những ký ức như vậy, thì không nên vội vàng nghi ngờ hoặc phủ nhận. Hãy cố gắng tôn trọng và lắng nghe càng nhiều càng tốt. Cho đứa trẻ biết quá khứ là những câu chuyện đã qua. Điều quan trọng là phải sống tốt cuộc đời này. Bạn có tin và từng gặp những trường hợp luân hồi tương tự hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới để cho mọi người cùng biết nhé! Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.